ấm led pháo hoa bên shop lại cập nhật để gửi tới các bác nhá. Đó, rất là kinh điển luôn các nhá, một cái siêu phẩm rất là kinh điển để gửi tới các bác luôn. Đó, đây chế độ nháy rất là nhiều luôn các nhá, rất nhiều chế độ nháy luôn, bùm đấy các bác thấy không, rất đẹp luôn, rất nhiều chế độ với nhiều biểu màu khác nhau nhá, nhiều chế độ nháy khác nhau luôn. Đó, em đang điều chỉnh cho các bác xem đây, đấy tay em đang bấm điều khiển để điều chỉnh nhá. Đó, rất là nhiều chế độ các bác nhá. Đó, nháy ra nháy vào này, thu ra thu vào này, rất nhiều chế độ luôn. Đó, con này dùng thì cực kỳ là đã các bác nhá. Đó, rất là đã luôn đấy, rất nhiều chế độ với nhiều cái kiểu nháy khác nhau. Đó, em đang hello chào bác nhá, hôm nay thì Phạm Huấn lại tiếp tục về rất nhiều mã hàng, em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm rất là hot trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái led pháo hoa nhá. Các bác lên cho em là nháy pháo hoa đi, nháy pháo hoa tại vì nó có nhiều chữ led rồi. Lên cho em là nháy pháo hoa nhá. Đấy. Nháy pháo hoa này. Đó, giá thì năm nay về giá rất là tốt cho bác luôn. Năm ngoái bên em bán là 250.000, năm nay 250k nhá. Về cho bác giá chỉ còn là 180k thôi. 180k cho một bộ là nháy pháo hoa như này. Sẽ bao gồm cho các bác là một cái phần như này để về các bác cắm này. Đấy. Cái này thì về nhà các bác cắm trực tiếp vào ổ USB cho em nhé. Đó, và một cái lõi này. Một cái lõi thì các bác cắm đúng phần tia cho em. Đó, và một bộ điều khiển nhé. Đấy. Sản phẩm sẽ combo 3 món như này nhá. Về nhà các bác cắm vào cái ổ USB, ổ cắm điện thoại nhà mình nhá. Đó. Đây em sẽ cắm kết nối cho bác xem luôn. Nó sẽ có một cái phần dây như này. Đấy, thì nó sẽ rất là dễ sử dụng thôi. Đấy. Bỏ cho anh cái kéo ở đây nè. Đấy, thì các bác cứ cắm cho em từng cái một nhá. Đầu tiên là các bác cắm cái này vào cổng USB này. Đấy, cắm cái này vào cổng USB cho em. Đó. Cắm cái này vào cái cổng USB các bác nhá. Đó. Thì đây, các bác cắm vào cái cổng USB cho em. Đó. Khi mà mình các bác cắm ở ổ USB là nó sẽ lên như này nhá. Nó sẽ lên nháy như này các bác này. Bật cái quạt. Đấy, nó sẽ lên như này các bác này. Đấy. Các bác lưu ý là cắm cái USB, cắm cái ổ điện vào, cắm cái đầu USB này vào cái ổ chân cắm sạc nhá để cho nó lên nhá. Đấy, khi đã lên rồi thì các bác bắt đầu là mình lấy kéo mình cắt cái này ra cho em này. Cái này nó là dạng là led nháy và nó dán nhá. Thì khi các bác kết nối ấy, thì đầu tiên là các bác cắm cho em là khi mà nó vào cái phần này là nó là cái phần cái đuôi nhá. Cái phần đuôi thì các bác cắm đúng vào cho em vào cái rắc của con ấy này, con cái chân màu vàng này. Đây, cắm đúng vào cái chân màu vàng này cho em. Đó. Cắm cái chân màu vàng này cho em nhá. Đấy. Nó sẽ có là cái chân màu vàng như này. Thì các bác cắm vào thì cái này nhiều khi nó dán nó sẽ bị lệch. Thì các bác kết nối cho em thì nó chỉ có một trong hai cái chân này thôi. Thì nó sẽ có là một trong hai chân thì các bác cứ kết nối làm sao cho nó ăn vào là được. Sau đó thì các bác tiếp tục bóc ra nhá. Nó sẽ có các cánh như này. Và các bác cứ cắm nối tiếp vào cho em, cắm nối tiếp vào cho em như này. Đấy, ví dụ cắm mà cánh này nó lên là ok. Vậy như này là lên rồi các bác nhá. Đấy, như này sẽ là lên rồi các bác này. Đó, thì ví dụ như cái này nó sẽ là lên như này này. Đấy, thì sau đó các bác lại cứ tiếp tục là mình cắt tiếp ra nhá. Đấy, cắt tiếp ra cho em. Đấy. Thì đây nó sẽ có là các cái phần như này để các bác bóc ra để mình dán lên tường mà. Đó, sau đó thì mình cắt ra, mình lại cắm tiếp vào cho em. Cứ cắm lần lượt như này. Cắm bao giờ đến hết các cánh thì thôi nhá. Đấy, cắm lần lượt như này. Cắm đúng đầu đúng rác cho em. Bao giờ hết cánh thì thôi. Đấy các bác thấy không? Đó. Và cứ bóc ra. Đấy các bác cứ bóc ra như này. Bóc ra này mình cắt ra mình dán vào cho em. Cắt ra mình cắm vào cho nó lên nhá. Cắm vào cho nó lên. Đó, cắm hết lượt rồi cho em. Đấy, đây em sẽ cắm cho các bác xem này. Đấy, cái video này em sẽ giới thiệu rất là chi tiết nhá. Các bác cứ cắm hết lượt này cho em. Cho cái cánh này nó lên này. Sau đó thì các bác có thể là dán trực tiếp lên tường này, lên phòng ngủ, khách sạn này, nhà hàng để các bác để co trang trí nhá. Đó. Đấy, tí nữa em sẽ dán lên cho các bác xem nhé. Đấy, tí nữa em sẽ bóc xem là xong là em sẽ dán lên cho các bác xem. Sau đó thì em sẽ điều khiển các cái chế độ cho các bác xem nhé. Đó. Điều khiển các cái chế độ cho các bác xem. Con này thì nó sẽ có các cái cánh như này. Các bác cứ cắt ra nhá. Nó sẽ có phần băng dính để mình dán được luôn. Đấy, nháy rất là đẹp luôn các bác này. Đó. Giá thì một cái bộ led pháo hoa như này sẽ là 180.000 nhá, 180.000 cho cái bộ led pháo hoa như này. Đó. Bộ này thì đỉnh cao luôn, rất là đẹp. Đó, và nó sẽ có các cái cánh như này. Đấy, đây em sẽ cắt ra sau đó thì em sẽ dán lên cho các bác xem. Đó. Nó sẽ có từng phần này nhá. Cái dây của nó là dây dính này của nó sẽ là hết vòng. Thì các bác về các bác cứ cắt ra hết lượt là xong. Đó. Cắt ra cho em. Đó. Cắt hết lượt ra cho em nhá. Đó. Giá thì chỉ có 180.000 cho một bộ led pháo hoa như này thôi. Đấy. 180.000 các bác nhá. Đó. Nó sẽ có miếng dán như này về nhà các bác dán lên tường cho em là ok luôn. Đó.
các bác cứ cứ cắm lần lượt vào như này cho nó lên hết. Đấy, cho nó lên hết lượt đi. Sau đó thì mình bóc ra mình dán lên tường cho em là ok nhá. Đấy, của nó thì nó sẽ đủ cánh cho anh em, cho nên là anh em cứ yên tâm. Đó. Đủ cánh cho anh em luôn, cho các bác luôn. Đó. Rồi. Sau đó thì nó sẽ khi mà đã lên hết như này rồi nhá thì các bác có thể dùng điều khiển để mình điều chỉnh này. Đây. Đấy, điều khiển thì khi các bác điều khiển thì các bác cắm vào cái ổ USB này xem nhá. Cắm vào cái chân điều khiển vào cái ổ USB này nhá. Đấy, tắt đi này, bật lên này, chế độ nháy ra nháy vào này, các chế độ nháy các kiểu con này điều luôn nhá. Đó, rất là ngon luôn. Đấy, các màu như này này. Đó, bây giờ em sẽ dán lên tường cho các bác xem nhá. Đây các bác nhá. Đấy, khi mà mình bật lên là nó sẽ như này các bạn này. Đấy. Và cái điều khiển này thì nó sẽ điều chỉnh được các chế độ nhấp nháy khác nhau nhá. Đấy. Em sẽ điều chỉnh hết các chế độ cho các bác xem này. Đó, các bác thấy không? Rất chất lượng luôn nhá. Đó. Đây thì em chỉnh cái chân quay cho nó cố định để cho các bác ngắm nghía cho nó đẹp. Đó, đây. Đấy, rất là tuyệt vời các bác nhá. Đó, và có thể điều chỉnh các chế độ này. Đấy. Các bác thấy không? Rất nhiều chế độ điều chỉnh cho các bác xem luôn. Rất tuyệt vời luôn các bác nhá. Đó, rất tuyệt vời luôn. Đó, đây từng chế độ một luôn. Chế độ này là chế độ auto này. Đó, auto là nó sẽ tự đổi màu này các bác này. Đấy, chế độ auto này. Đó, chế độ auto này. Tiếp theo thì đến chế độ bắn liên hồi này. Đó. Đấy, cái này là bắn lên nhá. Đấy, cái này là bắn xuống này. Đó các bác thấy không? Đây. Cái này là bắn tung tóe này. Đấy. Đấy, cái này thì lại nháy theo kiểu là theo nhịp này. Đấy, rồi bắn liên tục các bác này. Đó. Rất nhiều chế độ nháy khác nhau nhá. Đó, các bác thấy không? Đây. Rất nhiều chế độ luôn các bác này. Đó. Nháy ra, nháy vào nha, rất nhiều chế độ luôn. Con này thì cực kỳ là hit hot luôn nhá. Năm ngoái bên shop bán rất là nhiều các bác nhá. Đó. Nó rất là nhiều cái kiểu nháy, chế độ nháy khác nhau. Đó. Đây là em đang điều khiển bằng cái điều khiển từ xa nhá. Đó đây, con điều khiển từ xa này các bác này. Đó, em đang bấm điều khiển từ xa để em điều chỉnh đấy. Rất chất lượng luôn các bác nhá. Đó. Rất nhiều chế độ nháy luôn. Đấy. Đây. Đấy, nháy thu vào này, nháy thu ra này. Đó, rất là nhiều chế độ nha các bác nhá. Đó. Đây. Đảo màu các kiểu con là điều luôn các bác nhá. Đó. Đây. Đấy, nháy vào, nháy ra này, bắn tứ lung tung luôn các bác, đẹp chưa? Đó. Rất chất lượng các bác nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Các bác mua hàng thì có thể liên hệ tới các cái số hotline của bên em. Đó. Nháy liên hồi luôn, rất là đẹp các bác nhá. Đó, đây. Ui giời. Tung tóe luôn các bác này. Đó. Bùm. Đấy. Rất tuyệt vời luôn các bác nhá. Đó, đây. Rất nhiều chế độ khác nhau để cho các bác tùy chỉnh lựa chọn các bác nhá. Đó, nháy ra, nháy vào này. Bắn lên, bắn xuống này. Ấy, các bác theo. Rất đẹp luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt nhá. Rồi ok. Nay bên shop về cho các bác một số cái mẫu đồ da bò siêu đẹp cho bác luôn nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng của Mỹ. Hàng của Mỹ cực kỳ là cao cấp cho bác luôn. Hàng Mỹ và hàng của Ý nhá. Đầu tiên em lên cho bác đó là cái mũ da bò các bác này. Mũ da bò. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Ý các bác nhá. Hàng của Ý này. Đó, đây. Hàng cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Made in Italy các bác này. Đó, made in Italy nhá các bác nhá. Hàng này thì hàng của nó sẽ là của thương hiệu Gucci này. Made in Italy cho các bác luôn. Đó, và con này thì đội cực kỳ là ôm form và đẹp luôn. Và cái phần đinh chốt này của nó bằng đồng. Các bác có thể điều chỉnh to nhỏ tùy theo cái cữ đầu của mình như này. Đó. Nó sẽ có cho các bác là ba cái cữ như này để các bác tùy chỉnh nhá. Đó. Con này thì đội thì cực kỳ là lên form lên dáng và rất là đẹp luôn. Bên shop có hai màu. Có màu màu đen và màu nâu như này. Có màu đen, màu nâu nhá. Đấy, có màu đen, màu nâu. Đó. Màu này là màu đen này, màu này màu nâu này. Tùy theo các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Hàng sẽ là hàng của thương hiệu Gucci, cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Đó. Từ những cái đường kim mũi chỉ của nó cực kỳ là chi tiết, sắc nét và rất là đẹp. Chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên nhá. 100% da bò tự nhiên. Rất là ôm form, ôm dáng và đẹp luôn. Đây em sẽ đội thử cho các bác. Đây. Đấy, con mũ rất là ôm form, ôm dáng luôn các bác nhá. Rất là đẹp. Con này thì các bác có thể đội để mình đi du lịch, đi chơi, đi phượt, nói chung là đi đâu cũng được. Rất là đẹp luôn. Đó. Cái phần vành của nó khá là rộng luôn thì có thể che nắng, che mưa khá là tốt nhá. Đó, một con mũ như này. Ôm form, ôm dáng rất là đẹp luôn. Đấy, và sẽ có cho các bác là hai màu. Một màu là màu đen và một màu là màu nâu như này nhá. Hai màu, một màu đen, một màu nâu như này. Các bác lên xem là mũ da bò nhá. Mũ da bò. Đó, hàng rất đẹp luôn, hàng của Ý cực kỳ chất lượng cho các bác luôn.
Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 350.000 nhá. 350.000 cho một con mũ da bò như này. Và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Đấy, đây các bác xem này. Đội nó ôm form ôm dáng rất là đẹp luôn. Và các bác có thể tùy chỉnh theo cái cỡ đầu của mình nhá. Đấy. Lên mã tiếp theo là mũ da bò, giá sẽ là 350.000. Nó sẽ có cho các bác là màu đen và màu đen và màu nâu nhá, màu đen và màu nâu. Đấy, lên cho em là mũ da bò nhá. Các bác lên cho em là mũ da bò này, mũ da bò. Đấy, mũ da bò. Giá của nó sẽ là 350k nhá, 350k và bao ship cho một cái mũ da bò này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái túi vuông nhá. Các bác lên cho em là túi vuông. Con này thì giá của nó sẽ là 180.000 cho một con túi vuông như này. Đấy. Nó sẽ có cả quai đeo, cả quai sách luôn. Có cả quai đeo, cả quai sách nhá. Đấy, nó sẽ có một cái ngăn to như này. Đây, quai đeo con này. Chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên nhá. Da bò tự nhiên đây. Đấy, 100% là da bò tự nhiên hết các bác này. Da bò tự nhiên nguyên miếng hết, rất là chất lượng cho bác luôn. Đầu khuy, đầu khóa này, các cái loại quai đeo này đều bằng đồng hết nhá. Có thể co ra giãn vào đều được hết. Đấy, khuy đeo bằng đồng, rất chất lượng cho bác luôn. Hàng cực kỳ chất lượng không nhá. Đấy. Hàng này cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Nó sẽ có là một ngăn bên ngoài này, tiếp theo là một ngăn giữa này. Đấy, ngăn giữa thì nó sẽ có hai ngăn, một ngăn thường và một ngăn có khóa này, và hai ngăn ở mặt đằng trước nữa, hai ngăn mặt đằng trước như này. Nói chung là khá là nhiều ngăn luôn. Hàng may đo thì cực kỳ là chi tiết sắc nét và rất là nhiều ngăn nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là đẹp luôn, chỉ có 180.000 cho một cái túi da bò thật như này thôi. Chiều cao của nó là 25, chiều rộng 20 nhá. Hàng này là 100% là da bò thật nhá. Đây. Đấy, để em sẽ cạo cho các xem. Đây. Đấy, lấy cái miếng sắt này, lấy cái miếng đồng này, em cạo này. Không hề có một dấu hiệu gì xây xước hay là cong vênh hay là bong chốc gì nhá. Đấy, da bò thật thì nó sẽ như vậy, còn nếu các bác dùng cái da bò đều là nó sẽ bong chốc ngay các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới qua cái giá đó là 180.000. Các bác lên cho em cái mẫu này, nó sẽ là túi vuông nhá, túi vuông. Đấy, lên cho em là túi vuông có màu đen và màu nâu nhá, túi vuông này. Giá sẽ là 180k nhá, 180.000 cho một cái túi vuông như này. Nó sẽ có cho các bác là màu đen và màu nâu, màu đen màu nâu, các bác muốn lấy màu nào thì lấy thôi nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái túi chéo nhá. Đấy, nó sẽ là cái dòng túi chéo như này. Túi này thì các bác chuyên dùng để mình đeo chéo này. Quai của nó khá là to luôn và các bác có thể đeo chéo nhá. Nó sẽ có đầu tiên cho các bác là một cái ngăn ở đằng, một ngăn chính ở giữa này. Đấy, đây sẽ là cái ngăn chính ở giữa này, ngăn chính ở giữa nhá. Đấy. Tiếp theo nó sẽ có cho các bác là một cái ngăn phụ ở bên ngoài này, một ngăn phụ bên ngoài đó, và một cái ngăn bé ở bên mặt đằng trước này nữa, một ngăn bé mặt đằng trước nữa nhá. Đó. Và một ngăn phụ nữa đằng sau. Tất cả khóa này đều bằng đồng hết nhá, khóa đều bằng đồng hết, cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn cho bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là túi chéo nhá, túi chéo, giá sẽ là 140.000 cho một con túi chéo như này. Đó, 140.000 cho một con túi chéo như này các bác nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là túi chéo, giá sẽ là 140k. Đó, túi chéo này. Túi chéo giá sẽ là 140k nhá. 140.000 cho cái mã túi chéo này. Và nó sẽ có cho các bác là hai màu, đó là màu nâu và màu xanh nhá, màu nâu và màu xanh. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái túi đeo hông này. Đây. Nó sẽ là một con túi đeo hông như này. Quai của nó cũng khá là to luôn nhá, khá to và dày dẫn chắc chắn, và có cái đai như này. Về nhà các bác chỉ cần là lắp vào nhà là xong. Đó, đây. Phần dây quai kiếc của nó là các bác này. Đấy, rất chất lượng cho bác luôn. Chất liệu của nó thì 100% là da bò tất và rất là nhiều ngăn luôn. Đấy, rất nhiều ngăn các bác nhá. Đấy. Có ngăn to, ngăn nhỏ, ngăn lớn, ngăn bé đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Con này thì các bác chuyên dùng để mình đeo hông đằng trước nhá. Đeo hông đằng trước rất là tiện luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000. Các bác lên cho em là túi hông, giá sẽ là 130.000 nhá. Có màu nâu và màu đen nhá. Đó. Lên cho em là túi hông này. Túi hông, giá của nó sẽ là 130k nhá. Nó sẽ có hai màu, màu đen và màu nâu. Đó. Thì đó là cái lô túi da bò hàng của Ý nhá. Đấy, túi da bò hàng của Ý cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Đấy, thì nó sẽ có là đầu tiên là túi vuông nhá. Túi vuông là 180.000 các bác này. Đấy, con này là túi vuông 180.000. Con này là túi chéo này. Đấy, túi chéo thì giá của nó sẽ là 140.000. Và túi hông, con này thì các bác dùng để đeo hông nhá, đeo hông, đeo bụng đấy. Đấy, các bác lên xem là túi hông cũng được mà túi đeo bụng được. Túi đeo bụng giá sẽ là 130.000 nhá, 130.000. Đó.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái thắt lưng da bò của Mỹ nhá, thắt lưng da bò của Mỹ đây. Đấy, thì nó sẽ có hai màu cho các bác, đó là màu đen và màu nâu nhá, cũng có hai màu, màu đen và màu nâu. Đây, mặt của nó thì cơ bản nó là như này đấy, còn nó có thể thay đổi tùy theo lô nhá, tùy theo lô thì cái mặt này nó có thể thay đổi các bác nhá, rất là đẹp luôn. Mặt tráng gương cực kỳ đẹp và đúc liền hết này, mặt tráng gương đúc liền thép không gỉ nhá. Đấy, và chất liệu của nó là 100% là da bò tự nhiên, cho nên là nó sẽ có độ dài ngắn khác nhau. Đấy, hai con thôi nhưng đã có độ dài ngắn khác nhau rồi. Đây, chất liệu của nó 100% là da bò tự nhiên các nhá. Đây, hàng made in USA đây. Con này thì nó sẽ là hàng của Mỹ nhá, made in USA cho các bác. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 190.000. Chiều dài của nó thì từ 1m1 đến 1m3 nhá, từ 1m1 đến 1m3. Đây. Đấy, em chỉ cần đo hai cái này thôi này, vào đầu bằng nhau này. Đấy, và cái đuôi của nó đã có cái dấu hiệu khác nhau rồi. Đấy, lệch nhau đó nhá. Đó. Thì các bác lên cho em là thắt lưng da bò Mỹ này. Đây thì nó sẽ là hàng của Mỹ. Đây, made in USA nhá, made in USA này. Đó. Con này thì nó sẽ là dòng mặt đúc liền và con lăn rất là chắc luôn. Đấy, các bác chỉ cần là đẩy con lăn này vào là ok. Đấy, khi nó căng ra thì nó lại theo cái chiều siết con lăn này vào, cho nên là không bao giờ bị tuột các bác nhá, không bao giờ bị tuột. Đó, rất là tiện dụng luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 190.000 cho một cái thắt lưng da bò như này. Đấy, các bác lên cho em là thắt lưng da bò nhá. Đó. Lên cho em là thắt lưng da bò này. Đó. Thắt lưng này. Thắt lưng da bò, giá của nó sẽ là 190k nhá. 190.000 cho con thắt lưng da bò như này. Đấy, sẽ là rất là đẹp luôn và có hai màu, màu đen và màu nâu như này nhá. Đấy, có hai màu cho các bác lựa chọn này. Có màu đen và màu nâu, tùy theo các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đấy, màu đen và màu nâu da bò nhá. Đó, rất là đẹp cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ví da bò nhá. Ví da bò thì bên shop về nó cũng có hai màu, có màu đen, có màu nâu, tùy theo nhu cầu và mục đích của các bác nhá. Đấy, cũng là hàng của Mỹ này, made in USA nhá. Chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên luôn. Đấy, từ cái đường kim, mũi chỉ, đường may, đường khâu cực kỳ là chi tiết luôn này con này. Đấy. Hàng này em bao các bác về các bác đốt thoải mái luôn, test thử thoải mái, lấy bật lửa ra hơ thoải mái luôn nhá. Các bác hơ trên cái bề mặt da như này nhá, mà da không bị xém là ok. Còn các bác hơ vào cái phần chỉ này thì nó cháy là chuyện bình thường. Đó. Thì hàng của nó sẽ thiết kế siêu mỏng, thì khi các bác sử dụng thì nó sẽ không bị cạnh túi nhá. Đấy, có một ngăn khóa để các bác để các giấy tờ cần thiết, một ngăn, hai ngăn phụ nữa này, và các cái ngăn để các bác để thẻ này, để ví, để giấy tờ này. Đấy, những ngăn này đều là ngăn thật hết nhá, và máy cách chứ không phải là liền nhá. Đó, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000 nhá, 120.000. Đó, các bác lên mã giúp cho em là ví da bò nhá. Lên cho em là ví da bò, giá sẽ là 120k. Ví da bò này sẽ là 120k nhá. 120.000 cho cái ví da bò như này. Đó. Lên mã giúp cho em là ví da bò nhá. Đó. Các bác lên cho em là ví da bò. Ví da bò. Giá sẽ là 120k. 120k cho một chiếc ví da bò như này. Đó. Tiếp theo thì một cái mặt hàng của Mỹ đó là mũ lính Mỹ các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là mũ lính Mỹ. Con này thì giá chỉ có 150k thôi. Con này thì các bác biết rồi, bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Mỹ các bác này, American này, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt nhá. Con này đội vào thì cực kỳ là ôm đầu và đẹp luôn. Đây. Đấy, để em test thử sản phẩm cho các bác xem nhá. Đây. Đây qua đây. Đấy. Thoải mái luôn nhá. Thoải mái luôn. Thoải mái luôn các bác này. Đây, các bác xem em đập rất là mạnh tay luôn nhá. Đập rất là mạnh tay luôn đây con. Đập rất là mạnh tay luôn. Không hề có hề hấn gì luôn các bác nhá. Đấy. Không hề có một cái hề hấn gì luôn. Đó, rất là ngon lành. Hàng của Mỹ US các bác này. Công ty này thì nó chuyên sản xuất cho đồ của quân đội nhá. Đấy, đây. American các bác này, American này. Đó, hàng của Mỹ nhá, rất chất lượng cho bác luôn. Thì con này các bác lên cho em là mũ lưới nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là mũ lưới. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 150.000 cho một con mũ lưới như này. Các bác lên cho em là mũ lưới này, mũ lưới. Giá của nó sẽ là 150k nhá. 150.000 cho một con mũ lưới như này. Con này thì dùng rất là tuyệt vời luôn. Đấy, có phần quai đeo các thứ này và có cả điều chỉnh các bác nhá. Đấy. Đây. Ở trong này nó sẽ có các cái phần để cho các bác quai đeo và điều chỉnh cái mức độ vừa của đầu mình nhá. Đấy, theo cái size đầu của mình. Rất là ok luôn. Hàng dày dẫn chắc chắn, ngon lành cành đào nhá.
và giá rất hợp lý cho bác luôn, chỉ có 150.000 thôi. Lên cho em là mũ lưới giá sẽ là 150k. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm nhé. Nay thì bên shop tiếp tục cập nhật các mã hàng, thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các số hotline bên em các bác có thể liên hệ nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác cái ấm siêu tốc hàng của Đức nhá, hàng của thương hiệu Mega Hau, được phân phối và nhập khẩu bởi công ty trách nhiệm hữu hạn và thương mại Mega Hau nhá. Đấy, có địa chỉ đàng hoàng, có tem bảo hành các thứ đàng hoàng, các bác yên tâm sử dụng nhá. Đó, hàng thì nó sẽ là hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và con này thì nó sẽ là một trong những cái dòng ấm cực kỳ là chất lượng nhá. Đó, nó sẽ có cho các bác là một cái con lưới lọc inox như này, inox 304 nhá, một con lưới lọc inox như này. Thì con này dùng nó rất là thích, ví dụ như các bác cho trà, cho cà phê, cho các cái loại chất mình pha chế vào đây thì mình bỏ vào, sau đó thì mình đậy nắp lại là mình đun thôi, thì rất là tiện. Ví dụ các bác pha chè, pha cà phê, pha các cái loại hạt các thứ đều ok hết nhá. Đấy, hàng thì nó sẽ là công suất của nó sẽ là 2000W này, sử dụng điện 220V và 1.8L nhá, 1.8L. Đấy, dung tích của nó là 1.8L, rất là thuận tiện cho bác sử dụng luôn. Mắc của nó là 1.8L nhá, hàng trắng, hàng bằng thủy tinh nhá. Bằng thủy tinh thì các bác dùng cực kỳ là yên tâm luôn. Đây em sẽ test thử đun cho bác xem này. Đấy. Đây khi mà đun thì nó sẽ, đây em sẽ cho nước vào đun cho bác xem nhá. Đấy, cái này thì em vừa lấy cho nước vào rồi. Đó, đây các bác này. Cho nước vào ấm này. Đó, cho nước vào ấm nhá. Sau đó thì đây em lại cho nước sôi vào rồi. Đây các bác này. Đấy, bật là nó sẽ lên này. Khi bật đèn, khi mình đang đun mà bật đèn thì nó sẽ lên màu xanh này nhá. Đấy, nó sẽ lên màu xanh như này này các bạn này. Đó, thì rất là nhanh sôi luôn các bác nhá. Đấy, khi đun bật đèn thì nó sẽ lên màu xanh như này. Dung tích của nó sẽ là 1,8 lít nhá. Con này thì nó sẽ là hàng xuất đi rất là nhiều nước luôn này. Anh này, Pháp này, Ý này, Italia, Hàn Quốc này, rồi Ả Rập này. Đó, hàng xuất đi mấy chục nước luôn. Rất là uy tín các bạn này. Đó, dung tích của nó là 1.8L nhá. Đấy, rất chất lượng cho bác luôn. Điện 220V 50Hz, công suất của nó sẽ là 2000W nhá. Siêu nhanh sôi luôn nhá, siêu nhanh sôi luôn. Đấy. Thì khi mà nó đun thì nó sẽ là có cái đèn màu xanh ở đây. Đây, có cái đèn màu xanh này các bạn này. Đấy, có cái đèn màu xanh đây các bạn này. Đấy, còn khi mà nó ngắt thì nó sẽ mất cái đèn. Đó, sẽ là tự ngắt nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn. Hàng thì các cái phần kết nối này của nó đều là 100% là bằng đồng hết nhá. Đấy, các phần kết nối điện này đều bằng đồng hết này. Kết nối điện bằng đồng hết cho nên các bác dùng nó rất là thích luôn. Đó. Kể cả cái phần đế này cũng thế này, cái phần đế này. Đấy, kết nối điện bằng đồng và có bo inox này, rất là đẹp, sáng bóng đẹp này. Kết nối lấy điện đều bằng đồng hết nhá, bằng đồng vàng au luôn, rất là đẹp. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Các bác lên cho em là ấm siêu tốc Đức nhá, ấm siêu tốc Đức giá của nó sẽ là 290.000 thôi, giá cực tốt luôn. Đấy, ấm siêu tốc Đức nhá. Đó. Ấm siêu tốc Đức này, đó, ấm siêu tốc này, bỏ ra cái ấm Hàn luôn. Ấm siêu tốc Đức này, giá của nó sẽ là 290k nhá, 290k. Và bao ship tận nhà cho bác luôn, nhận hàng test thử kiểm tra thanh toán nhá. Đó, con này thì dung tích của nó sẽ là 1,8 lít. Ưu điểm của con này thì nó sẽ có cho các bác một cái phần lưới lọc như này nhá. Đấy, có một cái phần lưới lọc như này thì các bác cho trà, cho cà phê, rồi ngũ cốc, rồi các kiểu con này điều vào đây, rất là ok, rất hợp lý cho bác luôn. Đấy, giá này cũng rất là hợp tình hợp lý và sản phẩm cũng rất là chất lượng nhá. Tiếp theo thì bên shop có về cho bác một cái dòng ấm của Hàn Quốc. Hàng này thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Cuckoo của Hàn Quốc, công suất thì 1.500W, điện 220V và con này thì nó to hơn, dung tích của nó sẽ là 2,5 lít. Con này thì nó sẽ là một dòng ấm siêu tốc bình thường thôi, nó sẽ không có lưới lọc nhé, không có lưới lọc. Đấy, và bên trong của nó thì bằng inox đây, 2,5 lít này, bên trong của nó bằng inox nhá. Đấy, rất là dày dẫn và chắc chắn luôn, bên trong bằng inox siêu dày dẫn chắc chắn nhá. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là ấm siêu tốc Hàn nhá. Đây. Đấy, hàng thì sẽ là điện 220V này. Đấy, 50Hz này, 1.500W và 2,5 lít nhá. Rất là ok cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là ấm siêu tốc Hàn, dung tích 2,5 lít, giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Đấy, lên cho em là ấm siêu tốc Hàn nhá. Đây. Đấy, khi đun thì khi cắm điện mà thì nó cũng có đèn báo các bạn. Đây. Sẽ có một cái đèn báo ở đây các bạn này. Đấy, có đèn báo xanh này. Đây, màu xanh các bạn này. Đấy, em tắt đi này. Màu xanh ở chỗ tay em che này. Đấy, ban ngày thì nó sẽ nhìn hơi tối một chút qua màn hình thì nó không rõ lắm đâu. Đây các bạn này, màu xanh này. Đấy. Và giá thì rất hợp lý nhá. Chỉ có 130.000 thôi. Lên cho em là ấm siêu tốc Hàn nhá. Đấy, ấm siêu tốc Hàn. Ấm siêu tốc Hàn nhá. Ấm siêu tốc Hàn Quốc. Hàn Quốc giá của nó sẽ là 130k nhá, 130k cho con ấm siêu tốc Hàn Quốc. Đó, có ấm của Đức, ấm của Hàn. Các bác muốn lấy loại nào thì lấy. Cái giá cả thì cũng khá là hợp lý cho các bác lựa chọn thôi. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái
kéo cắt cành trên cao nhé. Đấy, kéo cắt cành trên cao. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Nó sẽ là một cái dòng kéo rất là chất lượng cho các bác nhé. Rất chất lượng. Đây. Đấy, hàng rất chất lượng cho bác. Hàng nội địa của Nhật này, cực kỳ là cao cấp luôn. Japan nhé. Đấy, hàng cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Ở đây thì về nhà các bác chỉ cần cho em cái đầu ấy vào đây, cái đầu cái xào hoặc cái tip vào đây là xong. Đó thì mình cắt thôi. Và đây nó sẽ có thêm một cái đầu cưa nữa, về nhà các bác lắp cưa vào là xong. Đó. Các bác lên cho em là kéo cành trên cao nhé. Kéo cành này. Đấy. Kéo cành trên cao nhé. Kéo cành trên cao. Bên shop bán rất là nhiều mẫu kéo cho nên là các bác lên đúng mã thì em 130k nhé. 130.000 cho cái kéo cành trên cao như này. Đấy, giá rất là tốt cho bác luôn. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Đấy, về nhà thì các bác chỉ cần lắp cho em một cái xào và cái đầu này thôi, sau đó thì mình lắp đầu cưa vào là mình cắt thôi. Nó rất là đơn giản và tiện dụng nhá. Các bác có thể cắt được những cành nhỏ, cành to thì mình lại lấy cưa ra mình cưa luôn. Đó, sẵn đầu cưa như này rồi, về nhà chỉ cần lắp vào cái xào này là xong. Rất là tiện dụng các bác này. Đấy, cắt này. Cắt thì nó có dây, có quai đeo cho mình rồi, có dây, có quai đeo, có tay cầm. Đấy, cắt rất là ngọt luôn. Thì vừa cắt vừa cưa mà cái giá nó rất là hợp lý, chỉ có 130.000 cho cái bộ sản phẩm này thôi. Các bác nên mua nhé. Đây. Dây dù thì dài khoảng từ 2 đến 3 mét để các bác đưa lên cao nhé. Và có cưa luôn. Đấy, có lò xo cắt đẩy cực kỳ là ngon. Giá chỉ có 130.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái lô. Đó là cái lưỡi cắt sắt inox nhé. Các bác lên theo là lưỡi cắt sắt inox. Bên shop thì bán theo combo như này. Một hộp này của nó sẽ là 100 cái nhé. 100 cái. Hàng của thương hiệu Guda của Nhật. Và nó sẽ là dòng lưỡi cắt đỏ nhé. Đấy, lưỡi đỏ là một trong những dòng lưỡi cực kỳ cao cấp rồi. Một hộp này của nó là 100 chiếc nhá. Hộp này 100 viên, 100 lưỡi các bác nhá, 100 lưỡi. Đây, kích thước của lưỡi là cái thông số này các bác nắm cho rõ này. Đấy, 107 nhân với lại 1.2 này. Đấy, cái đường tròn này của nó là 107 này, tròn này 107 này. Chiều dày là 1.2 và chiều rộng của lưỡi là 16 mm nhá. Đấy, 16 mm đó. Thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bên shop bán theo combo nhá. Bán lẻ thì sẽ là từ 5 chiếc trở lên. Men lưỡi cực kỳ là dày luôn. Men lưỡi cực kỳ là dày cho nên các bác cắt thì không bao giờ lo bị vỡ lưỡi và bị bật vào mặt. Đấy, nó chỉ có sụn ra thôi các bác nhá. Đấy, ví dụ nó bị quăng quật thì nó sẽ sụn ra. Đấy, chứ không bao giờ nó bị bay cả mảng vào mặt đâu. Đó, hoặc bay cả mảng ra ngoài rất nguy hiểm nhá. Đó, và cái lưỡi cắt này thì nó sẽ có 3 loại là xanh, đỏ và vàng. Xanh, vàng, đỏ, vàng, đỏ, xanh. Thì lưỡi đỏ này là lưỡi cao cấp nhất rồi. Các bác lên cho em là lưỡi cắt sắt inox nhá. Đó. Lưỡi cắt sắt inox này. Đó, lưỡi cắt sắt này. Đấy, inox này. Giá sẽ là bên shop bán theo combo nhá. 5 cái thì sẽ là 35k này, 5 cái là 35.000. Đấy. Và một dây này của nó là 25 chiếc này, 25 chiếc nhá. Đấy thì bán theo dây. Đó, ví dụ như là 5 cái này, 5 cái là bằng 35k nhá. Đó. Một dây là 25 cái là sẽ là bằng 130.000. Đấy. Và 50 cái thì sẽ là bằng 220k và bao ship nhá. Và 100 cái thì sẽ là 380k và cũng bao ship luôn. Đấy thì mua càng nhiều giá càng tốt. 100 cái là 380.000, tính ra là vào chỉ mất 30.000 ship thì còn có 35.000, tức là vào có 3.500 cho một cái thôi. Giá rất là tốt cho bác luôn. 3.500 cho một lưỡi như này. Đấy, bác nào làm thợ làm nghề thì nên mua cả hộp này luôn. Đấy, có hộp sẵn như này về nhà các bác đựng nó cũng rất là ngon. Đấy, rất là tiện dụng này. Đấy, có hộp sẵn này rất là tiện dụng luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình xịt inox nhá. Các bác lên cho em là xin lỗi các bác là xịt chống thấm nhá. Để xịt chống thấm thì nó sẽ là một cái dạng bình xịt như này. Đấy. Và con này thì nó cực kỳ là hiệu quả luôn khi các bác xịt lên các cái bề mặt này. Đấy, xịt lên các bề mặt như này. Đấy. Nó sẽ là thuộc dạng cao su non như này. Khi xịt lên các bề mặt thì nó sẽ phủ, nó sẽ là nano nhá. Đấy, và nó sẽ phủ lên các cái phần bị thấm rột này. Đấy, nó sẽ là một cái dòng nano bọt như này. Đấy. Và nó sẽ phủ lên các cái phần thấm rột nhá. Và nó rất là hiệu quả luôn. Đấy, các bác thấy không, em vừa xịt xong mà nó đã phủ kín các cái phần khe kẽ như này rồi. Đó, và các bác để khô là nó sẽ rắn như đá luôn nhá. Thì rất là tiện dụng cho các bác sử dụng trong công nghệ chống thấm rất là tốt luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái bình xịt chống thấm như này. Giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là xịt chống thấm nhá. Giá của nó sẽ là 50k. Xịt chống thấm này. Giá sẽ là 50.000 cho một bình như này. Đó, xịt chống thấm. Xịt chống thấm này. Đó. Xịt chống thấm giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k trên cái bình xịt chống thấm như này. Dung tích của con này thì nó sẽ là 450 lít nhá. 450 ml. Các bác dùng thì rất là ok. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đấy, sản phẩm test thực tế cho các bác xem luôn nhá. Xịt ra thực tế cho bác xem luôn này. Đấy, nó sẽ phủ lên các cái phần vết nứt này. Đấy, vết nứt, vết thấm rột ở trên tường, trên các cái bề mặt rất là ok. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đấy, các bác này. Đó. Đây
là bình xịt chống thấm rột nano công nghệ Nhật Bản mới, hiệu quả gấp 2 lần, độ bền lên đến 10 năm. Chân nhà bị rột, tường nhà bị lứt, ống nước bị vỡ hay mái tôn bị thủng, tất cả sẽ được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả tức thì. Thành phần cấu tạo gồm các phân tử cao su non, bổ sung thêm ion bạc và chất phụ gia cực kỳ an toàn với sức khỏe con người, khả năng siêu kết dính, đặc biệt là hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi cho mọi nhu cầu hiện nay, tồn tại bền vững trên tất cả các chất liệu nhựa, kim loại, thép, bê tông. Đó, rất là ok luôn các bác nhé. Các bác lên trên là xịt chống thấm, giá sẽ là 50.000 nhá, 50.000 cho một con bình xịt chống thấm như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn bão nhá. Các bác lên trên là đèn bão đây, đấy các bác này, đấy cái phần em vừa xịt đây này, đấy nó khô dần và nó sẽ thấm, nó sẽ phủ lên các cái phần bị vết nứt nhá. Đấy, nó là cao su non cho nên là nó có sự đàn hồi rất là tốt luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con đèn bão này, con này rất là tiện luôn. Đấy thì mưa gió bão bùng các bác có thể dùng để mình sử dụng này. Con này thì hai chức năng, vừa là đèn sáng này, vừa là quạt mát luôn. Quạt của nó rất là mát các nhá. Các bác nghe tiếng gió nó kêu chưa? Gió nó kêu rất là mạnh luôn. Đấy, vừa làm quạt vừa làm đèn được luôn. Đó đây. Và có tấm pin năng lượng mặt trời để các bác có thể sạc năng lượng mặt trời đề phòng khi bão gió mất điện nhá. Rất là tiện này. Đấy, ăn cơm ăn nước các bác chỉ cần kéo lên như này hoặc treo lên cho em rất là tiện luôn. Quai sách như này rất là tiện nhá. Giá thì chỉ có 100.000 cho một con đèn như này thôi. Vừa làm đèn vừa làm quạt mát rất là tiện luôn. Đấy, có tấm pin sạc năng lượng mặt trời các bác này. Đấy, ngoài ra thì ở đây các bác còn có thể lắp được cả pin con thỏ nữa nhá. Các bác có thể lắp được pin con thỏ nhỏ nữa, các bác có thể lắp thêm pin con thỏ nhỏ vào đây nếu như mà hết pin năng lượng mặt trời. Đó, đề phòng mất điện. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là đèn bão nhá. Quạt thì rất là mát và đèn thì rất là sáng. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 cho một con đèn bão như này. Lên mã cho em là đèn bão, giá sẽ là 100.000 các bác nhá. Hello chào các bác nhá. Hôm nay thì bên shop và muốn tiếp tục về cho bác một số cái mã dòng đồ siêu tầm. Đấy, hàng rất là xịn sò để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác cứ tưng bừng kiểm tra cùng với ship cho em. Và cũng rất là cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là hàng gửi đến các bác bom tứ lung tung các bác nha. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái con đèn dầu các bác nhé. Các bác lên trên là đèn dầu. Con này thì rất là tiện luôn. Chiều cao của nó thì nó vào khoảng là 25cm. Cái phần này của nó thì nó sẽ là bằng một cái dòng nhựa trong nhá, cho nên là vận chuyển các thứ thoải mái luôn. Nó sẽ có bấc để các bác có thể cho lửa to lửa nhỏ như này. Về nhà thì các bác xoáy cái lẫy này ra này, đổ dầu vào đây cho em, xoáy cái lẫy này ra đổ dầu vào đây nhá. Đấy, con này thì các bác đổ dầu vào đây, nó sẽ là một con đèn dầu rất là tiện. Thì các bác có thể mua dầu ma rút, cái dầu chạy công nông đấy, về nhà mình đốt như bình thường nhá, đốt như bình thường. Đây nó sẽ là một cái khuy như này để các bác có thể nâng lên để mình châm này, châm xong thì mình thả nó xuống này. Đấy, nó sẽ có khuy này các bác nâng lên nhá, xoay đi xong mình châm lửa, sau đó thì mình thả xuống rất là tiện. Đó, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá, một con đèn dầu như này. Đó, bỏ anh cái thước này. Đó, rất hợp lý cho các bác luôn. Các bác lên mã giúp cho em là đèn dầu nhá. Đó, đèn dầu, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 135k cho một con đèn dầu như này. Bỏ anh cái thước này. Đó, một con đèn dầu rất là đẹp luôn. Đây. Đây các bác này, đây. Rất tuyệt vời ông mặt trời luôn các bác nhé. Đó. Ở đây thì con này cái chiều cao của nó tổng thể nó sẽ là vào khoảng là 27cm nhé, 26-27cm, chiều cao tổng thể 26-27cm. Còn cái chiều ngang này của nó thì nó sẽ vào khoảng là 16-17cm nhé, 16-17cm. Nguyên cái phần vành để đựng dầu này thì nó sẽ là 12cm, 11-12cm. Và các bác có thể treo cũng được mà mình để trực tiếp dưới mặt đất như này được. Nó rất là đẹp luôn, rất đẹp, rất khuân sinh. Màu thì nó sẽ là màu giả cổ như này, màu giả cổ rất là đẹp nhá. Hàng của Nhật thiết kế cực kỳ tinh xảo, kiểu dáng đẹp, trang nhã hiện đại nhá. Đó. Giá sẽ là 135.000 lên cho em là đèn dầu nhá. Sản phẩm tiếp theo. Sản phẩm tiếp theo đó là một số cái mã đồ siêu tầm này. Đầu tiên thì em lên cho các bác cái con thiên nga nhá, con thiên nga. Con này thì rất là đẹp luôn, các bác dùng để mình làm gạt tàn này. Đấy, con này thì cái kích thước của nó sẽ là chiều ngang của nó sẽ là 13 và chiều cao của nó sẽ là 16 nhá. Con này thì giá sẽ là 190.000. Các bác lên cho em là thiên nga gạt tàn nhá, hoặc gạt tàn thiên nga. Đó, tại vì bên em có cả lọc rác thiên nga nữa cho nên các bác lên đúng tên cho em. Đó. Lên cho em là gạt tàn thiên nga nhá, là gạt tàn thiên nga. Đấy, tất cả đều là bằng hợp kim mạ đồng cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Phần trăm đồng của nó thì vào khoảng từ 15 đến 20% đồng mạ bên ngoài cho nên là nó giữ màu rất là tốt luôn, giữ màu rất là tốt luôn. Đó, con này thì giá sẽ là 190k nhá, lên cho em là gạt tàn thiên nga này. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác cái gạt tàn con heo này. Đấy, gạt tàn con heo. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đấy. Con này thì cái chiều dài của nó thì nó vào khoảng là 13 và chiều cao của nó thì nó sẽ vào khoảng là 11 nhá, 11. Đó. Và con này thì cũng giá sẽ là 190.000, lên cho em là gạt tàn con heo nhá, rất là đẹp luôn. Đấy. Bằng đồng này, sáng bóng rất là đẹp luôn. Đó.
hợp kim mạ đồng sáng bóng đẹp. Đó, gà tàn con heo nhá. Con này sẽ là 190.000 nhá, 190.000. Tiếp theo thì đến gà tàn con cóc nhá. Gà tàn con cóc này cũng rất là đẹp luôn. Con cóc ngậm tiền rất là đẹp các bác nhá. Đấy, hàng dày dẫn chắc chắn này, bên dưới còn có một đồng tiền xoay này và một hạt ngọc các bác này. Đấy, một hạt ngọc rất là đẹp luôn. Con này thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá đó là 190k nhá. Các bác lên cho em là gà tàn con cóc nhá. Đây, từ cái chân tay của nó này cực kỳ là tinh xảo luôn nhá. Đấy, gà tàn con cóc này rất là tinh xảo luôn. Con này thì giá bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá đó là 190k luôn. Ở đây của nó thì nó sẽ là chiều dài của nó tổng thể sẽ là 15 nhá. Chiều dài tổng thể sẽ là 15 các bác này. Đó. Và cái chiều cao của nó thì sẽ là 10 nhá. Đấy, 10 11 các bác nhá. Đó. Lên cho em là gà tàn con cóc nhá, giá sẽ là 190k. Đó, gà tàn cóc này. Gà tàn cóc 190k ship đấy. 190.000. Đó, gà tàn cóc 190.000. Tiếp theo là đến gà tàn con voi nhá. Lên cho em là gà tàn con voi này. Hàng bằng hợp kim mạ đồng cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Giá của nó sẽ là 190k. Đó. Ở đây thì nó sẽ là một cái con cóc, một con voi như này, chiều dài của nó là 16 cm nhá. Và chiều cao của nó là 11 cm. 11 cm nhá. Đấy, để hôm nào tân gia thì ăn. Đấy, giá của nó sẽ là 190k, 190k nhá. Đấy, 190k cho một con voi gà tàn như này. Con voi gà tàn như này giá sẽ là 190.000. Đó, 190.000 cho một con voi gà tàn như này. Rất là tiện dụng luôn, rất là đẹp này. Chân tay này, đầu óc này, đấy, hoa lá cành, hoa văn rất tinh xảo nhá, cực kỳ là tinh xảo luôn. Đó, em đo video này em sẽ quay chi tiết cho các bác cái đồ siêu tầm này. Có cả kích thước đầy đủ cho các bác luôn nhá, kích thước đầy đủ luôn. Tiếp theo thì đến con rồng đầu rùa nhá. Con này sẽ là con rồng đầu rùa này. Đấy. Con này thì chiều dài tổng thể của nó thì nó sẽ vào khoảng là 18 cm, từ đầu đuôi là 18 cm nhá. Chiều cao tổng thể thì khoảng 13 cm. Đó, 13 cm. Đấy, rất là ngon lành luôn. Bằng hợp kim mạ đồng cực kỳ là dày dẫn chắc chắn nhá. Rất dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là cũng 190k luôn nhá. 190k. Đấy, 190k. Lên mã giúp cho em đó là rồng đầu rùa nhá. Rồng đầu rùa. Giá sẽ là 190.000 nhá. 190.000 cho con rồng đầu rùa như này. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Giá rất hợp lý các bác nhá. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Con này cũng rất là đẹp. Hoa văn này. Đấy, mình rồng và thân rùa nhá. Mình rồng thân rùa rất đẹp luôn. Đấy. Con này các bác có thể mua làm đồ siêu tầm. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác một con cao cấp hơn một chút. Đó là con tỳ hưu nhá. Con tỳ hưu. Đó. Con này thì rất là đẹp luôn. Ship à? Và con này thì bên shop gửi tới các bác cái giá nó sẽ cao hơn một chút. Con này sẽ là 230.000. Đấy, 230.000 và đã bao gồm phí ship cho bác luôn nhá. 230k và có kèm thêm cho các bác là phí ship luôn. Đơn hàng từ trên 200.000 trở lên là bên em sẽ bao ship nhá. Lên mã giúp cho em đó. Đó là rồng đầu rùa nhá, rồng đầu rùa. Lên mã giúp cho em nó làm gì đã chuyển. Lên mã giúp cho em đó là tỳ hưu nhá, tỳ hưu giá sẽ là 230.000. Đó, tỳ hưu giá sẽ là 230.000. Đó. Các bác lên cho em là tỳ hưu này. Đó. Tỳ hưu. Tỳ hưu nhá, giá sẽ là 230k nhá. 230k cho một mẫu tỳ hưu như này. Đó, một mẫu tỳ hưu gà tàn rất là đẹp luôn. Chiều cao của nó thì nó sẽ là 15 nhá. Chiều cao là 15 và chiều rộng chiều dài từ đầu đuôi là 22 nhá. Con này khá là to luôn. Từ dài từ đầu đuôi là 22. Đó. Giá sẽ là 230.000 cho một chú tỳ hưu như này, rất là đẹp luôn. Con này thì nó mang cái tính chất là tài lộc rất là cao. Đấy, tài lộc rất là cao, các bác có thể mua về để sử dụng, để đặt trong gia đình nhà mình, vừa là làm trang trí vừa làm gà tàn luôn, rất là tốt các bác nhá. Đó, tiếp theo thì các bác lên cho em là một chú ngựa này, một chú ngựa rất là đẹp luôn. Đây, một chú ngựa gà tàn như này cũng rất là tuyệt vời các bác. Đấy, hàng rất dày dẫn chắc chắn này. Đấy, cái chiều dài từ đầu đến đuôi của nó sẽ là 27 cm, tính từ chân nọ đến đuôi kia. Đấy là 27 cm nhá. Và chiều cao của nó là 22 cm. Con này thì khá là to luôn. Bên trên mình của nó thì có một cái đồng tiền như này. Đấy, cũng rất là đẹp các bạn. Chất liệu của nó là bằng hợp kim mạ đồng, rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con ngựa như này, giá của nó sẽ là 230.000. Các bác lên cho em là con ngựa nhá, giá sẽ là 230.000. 230.000 cho một chú ngựa như này. Rất tuyệt vời để cho các bác sử dụng các bác nhé. 230.000. Tiếp theo thì sẽ lên cho các bác một em chó này các bác này. Đấy, một em chó. Đấy, một em tuất các bác nhé. Đấy, một em tuất rất là đẹp luôn. Đó, con này thì bác nào tuổi chó hoặc là thích thì các bác có thể mua về để siêu tầm sử dụng, hoặc là trang trí rất là đẹp này. Đấy, màu sắc đẹp. Đấy, màu đồng rất là đẹp luôn.
thiết kế thì cực kỳ là đơn giản, đấy, cực kỳ đơn giản nhưng mà vẫn tạo được cái độ khác biệt các nhá, tạo được cái điểm nhấn rất là đẹp các bạn này, hoa văn, hoa lá cành rồi nói chung là rất là đẹp luôn. Các bạn lên cho em là chó gà tàn nhá, chó gà tàn, giá của nó sẽ là 230.000, đấy, 230.000. Tiếp theo thì bên shop có cho các bác cái con nai gà tàn nhá, đấy, các bạn lên cho em là nai gà tàn, con này cũng rất là đẹp luôn. Đấy, và giá sẽ là 230.000 cho một chú nai gà tàn như này các bạn này, 230.000. Đấy, 270.000 thôi nhá. Đấy, nhầm, xin lỗi các bác, con này sẽ là 270.000 cho một chú nai gà tàn này, rất là đẹp các bạn này. Đấy, con này thì bên shop còn có một con duy nhất thôi. Đấy, còn có một con duy nhất bán thanh lý cho các bác, cái giá là 230.000 đồng giá với mấy con kia luôn. Đó, bán thanh lý đồng giá các bác luôn một con nai gà tàn như này, rất đẹp các bạn này, màu sắc cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, rất đẹp này, bên dưới của nó là toàn bộ là tiền hết này. Đấy, ngồi lên chốc tiền như này nhá. Các bạn lên cho em là nai gà tàn nhá, 230.000, em chỉ có một con duy nhất thôi, một con duy nhất. Đấy, và thanh lý cho bác 230.000 này. Tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái hộp đựng tăm nhá, hộp đựng tăm, giá sẽ là 95.000, về các bác bỏ tăm vào đây không dùng thì mình ấn xuống nữa, vệ sinh sạch sẽ không bị bụi này. Chiều cao của ống thì nó sẽ là vào khoảng 11 cm nhá, 11 cm. Chiều rộng của nó thì nó sẽ vào khoảng 8 cm. Đó, 8 cm, rất là tiện luôn. Lên mã giúp cho em đó là hộp tăm nhá, hộp tăm. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái hộp tăm như này. Giá của nó sẽ là 95.000 nhá. 95k cho một cái mã hộp tăm như này. Lên mã giúp cho em là hộp tăm, giá sẽ là 95k các bác nhá, 95.000. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bình trà nhá. Thì lên cho các bác lên cho em là trà bé này, bình trà bé. Giá sẽ là 220.000 cho một cái bình trà bé như này, 220k nhé. Hàng tất cả đều bằng hợp kim hết nhé, hợp kim mạ đồng, cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Đó, cho cái đơn can phụ gia xuống đi. Sáng nay còn à? Hợp kim mạ đồng nhé, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là bình trà nhỏ nhé, bình trà nhỏ, giá của nó sẽ là 220.000, bao sim tận nhà cho bác luôn. Hợp kim mạ đồng, bên trong có lót nhựa nha, khi bác để trà nó không bị mất hương trà, không mất vị trà nhá. Lên cho em là bình trà nhỏ này, giá sẽ là 220.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bình trà to nhá. Hoa văn của nó sẽ là tùng trúc cúc mai, rất là đẹp luôn. Tùng trúc cúc mai xuân hạ thu đông, rất đẹp luôn nhá. Đấy, test sản phẩm cho bác xem luôn này. Gõ gạc thoải mái luôn nhá, gõ gạc thoải mái luôn. Rất dày dẫn chắc chắn thôi nhá, rất dày dẫn chắc chắn luôn. Đó, giá thì con này bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 295.000. Lên cho em là bình chè to, con này thì đựng được sẽ là 4 lạng nhá. Đấy, đựng được 4 lạng này. Đấy, chè to đựng được 4 lạng thôi nhá, 4 lạng. Giá sẽ là 295.000. Đó, còn con này thì nó sẽ đựng được 2 lạng chè bé nhá. Cái này đựng được 2 lạng này, đựng được 2 lạng, giá của nó sẽ là 220.000. Còn con này thì đựng được 4 lạng, giá của nó sẽ là 295.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một cái khay giấy đây, một khay giấy cực kỳ đẹp luôn. Các bác lên cho em là khay giấy nhá, giá sẽ là 230.000 cho một con khay giấy như này, 230k nhá. Đó. Hàng có nam châm hít này. Kích thước thì chiều dài của nó sẽ là tổng thể là tính phần dài nhất là 24 nhá. Chiều rộng nhất thì sẽ là 13 nhá. Đấy, và chiều cao nhất thì sẽ là 8 cm nhá, 8 cm. Đó, cơ bản là như vậy. Đây. Đấy, rất là ngon lành cho bác luôn. Đó. Rất dày dẫn chắc chắn nhá, hợp kim mạ đồng nhá, có nam châm hít nhá, rất là ngon luôn. Giá thì cực kỳ tốt nhá. Lên mã giúp cho em là lên mã giúp cho em đó là khay giấy nhá, khay giấy này. Giá sẽ là 230.000, 230.000 cho con khay giấy như này. Rất tuyệt vời luôn. Rồi ok, các bác cần các cái mã đồ sưu tầm nào có thể liên hệ số hotline của bên em. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô nước hoa các bác nhá, nước hoa. Đó, các số hotline bên em các bác có thể liên hệ. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đó, thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu, một mẫu là nước hoa của Chanel nhá, một mẫu là nước hoa của Chanel và một mẫu là nước hoa của Gucci nhá. Hàng thì cực kỳ là thơm các bác nhá, hàng cực kỳ là thơm luôn. Đó, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất hợp lý nhá. Nước hoa này bao nhiêu nhỉ? Hàng thì khi mà bên shop gửi cho các bác sẽ là nguyên đai nguyên kiện như này. Bỏ tranh kia con dao thì khi bên em gửi cho các bác là nguyên đai nguyên kiện như này nhá. Đấy, thi thoảng thì mới có một cái hộp em quay thì nó mới bóc ra thôi, còn đại là nguyên đai nguyên kiện 100%. Đấy, đầu tiên thì em lên cho bác cái lọ Gucci nhá. Đấy, nước hoa Gucci này, hàng của nó thì nó sẽ là hàng sản xuất tại Anh nhá, hàng sản xuất tại Anh đây, made in UK các bác này. Đó, màng sản xuất tại Anh Quốc nhá.
Đó, và giá thì con này bên shop đang gửi tới các bác lên cho nước hoa Gucci nhá. Giá sẽ là 130.000 cho một lọ nước hoa Gucci như này. Hàng siêu thơm cho các bác luôn. Đấy, siêu thơm cho các bác luôn nhá. Đấy, rất là thơm. Các bác lên cho em là nước hoa Gucci nhá. Mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu, nam nữ đều dùng được hết nhá. Rất là thơm luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là nước hoa Gucci. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 cho một lọ nước hoa Gucci như này. Đấy. Các bác lên cho em là nước hoa Gucci. Giá của nó sẽ là 130k cho một lọ nhá. Lọ này thì dung tích của nó sẽ là 100ml các bác nhá. Dung tích của nó sẽ là 100ml các bác này. Đó, đây. Hàng sản xuất tại Anh các bác này. Made in UK nhá. Made in UK. Hàng Gucci các bác nhá. Đấy. Địa chỉ, mã tem, mã vạch đàng hoàng nhá. Truy xuất nguồn gốc rõ ràng luôn, có cả trang web đàng hoàng. Lên cho em là nước hoa Gucci. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 cho một lọ như này. 130.000 cho một lọ nước hoa Gucci như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là nước hoa của Chanel nhá. Đây. Lọ Chanel này thì giá sẽ là 120.000. Đấy, bác nào lấy một cặp này thì bên em sẽ bao ship cho bác này. Đó. Con này thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Pháp nhá. Đây các bác này, nó made in France các bác này. Đây. Made in France nhá. Đó. Hàng sản xuất tại Pháp, cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây. Thì sẽ là một lọ nước hoa như này các bác này. Đó. Dung tích của nó cũng là 100ml. Đấy, hàng của thương hiệu Blue Chanel nhá, rất là thơm luôn. Mùi thơm của nó thì dịu nhẹ, dễ chịu và lưu hương rất là lâu nhá. Đấy, lưu hương rất là lâu luôn. Đấy, các bác lên cho em là nước hoa Chanel nhá, nước hoa Chanel. Đấy, thì con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000. 120.000 cho một lọ nước hoa Chanel như này. Dung tích của nó cũng là 100ml. Hàng nguyên đai, nguyên kiện, mã tem, mã vạch đàng hoàng nhá. Truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Đấy, nguyên cái khâu đóng gói của nó cũng rất là chất lượng các bác này. Đây. Đấy, đây, mã tem, mã vạch các thứ đàng hoàng đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy. Đây, made in France các bác này. Đó. Made in France nhá. Đó. Made in France. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120k nhá, 120k. Đấy, thì lên cho em là nước hoa Chanel này. Đấy, lọ Chanel này thì giá sẽ là 120.000. 120.000 cho lọ Chanel như này các bác nhá. 120.000. Và lọ Gucci này thì giá của nó sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho một lọ nước hoa Gucci như này. Lên cho em là nước hoa Gucci giá sẽ là 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái keo vàng đa năng nhá. Các bác lên cho em là keo vàng đa năng. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi, nó sẽ là một cái dòng keo cực kỳ đặc biệt luôn. Đó, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp và đặc biệt luôn. Con này thì bên shop bán cho các bác theo combo nhá. Bên em bán từ 3 lọ trở lên. Đấy, bán từ 3 lọ trở lên nhá, từ 3 tip trở lên. Đấy, các bác lên cho em là các bác lên cho em là bộ, các bác lên cho em là 3 tip keo vàng nhá. Lên mã cho em là 3 tip keo vàng, giá sẽ là 20.000. Đó, bên em bán từ 3 lọ trở lên. Đấy, cho nên các bác lên cho em là 3 tip keo vàng, giá của nó sẽ là 20.000 cho 3 tip keo vàng như này. Con này thì các bác có thể dán đồ trang sức này, dán đồ gỗ này, dán đồ da này, dán đồ sành sứ này và dán được cả điện thoại các thứ luôn. Đó, một lọ này của nó thì nó sẽ là 3g nhá, 3g. Đó, hàng của thương hiệu So Auto nhá, hàng của Nhật cực kỳ là cao cấp cho bác luôn. Đấy, các bác lên cho em là 3 lọ keo vàng nhá, lên cho em là 3 lọ keo vàng. 3 lọ keo hoặc là 3 típ keo vàng nhá. 3 típ keo vàng này. Đó, lên đúng tên cho em luôn, 3 típ keo vàng giá sẽ là 20k nhá. Bên em bán từ 3 típ trở lên, mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng, truy xuất nguồn gốc rõ ràng luôn. Đấy, con này thì các bác chuyên để dán các cái bề mặt như là đồ trang sức này, đồ gỗ này, đồ da này, đồ sành sứ và điện thoại này. Đấy. Hàng thì cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn nhá. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 3 típ keo vàng này sẽ là 20.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái Minh ơi, đưa anh cái dây đi. Cái đuôi lò xo các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là đuôi lò xo A. Giá sẽ là 35.000 cho một cái đuôi lò xo A như này. Đấy, 35k. Con này thì sẽ có đóng ngắt các bác này, đóng ngắt trên tay như này rất là tiện này. Đấy, có đóng ngắt trên tay như này rất là tiện luôn các bác thấy không? Đây, rất là tiện. Minh. Đấy anh cái dây. Có đóng ngắt trên tay rất là tiện như này nhá. Đấy, có thể ngoắt nghéo này. Đưa cho anh cái đầu dây
và dây đầu xoáy của nó sẽ là E27 là đầu phổ thông nhá. Đấy, rất là tiện dụng luôn. Lên mã giúp cho em là đuôi lò xo A này. Đấy, được không? Đấy. Đuôi. Đấy. Đuôi lò xo A này, đuôi lò xo A. Giá của nó sẽ là 35.000 nhá, 35k cho một cái đuôi lò xo A như này. Đây em sẽ cắm thử cho các bác xem này. Đấy, con này thì rất là tiện luôn. Đây. Đấy, các bác chỉ cần cắm kết nối như này, sau đó thì mình xoáy bóng vào này, xoáy bóng vào là xong. Đó. Có công tắc nhá. Các bác có thể tắt bật công tắc như này. Rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 35.000 cho một cái đuôi lò xo như này. Và ngoài ra thì bên shop có bán quả bóng 3W này nhá. Quả bóng 3W này thì đang bán là 10.000 nhá. Đấy, 10.000 cho một quả bóng 3W như này. Đấy. Quả bóng 3W này sẽ là 10.000. Đấy, thì các bác có thể mua nguyên đuôi hoặc là mua kèm thêm cả bóng cũng được. Bóng này là 10.000 nhá. Các bác có thể để các cái khu vực mình hay sử dụng này, đi lại nhiều, thì quả bóng này là 10.000, còn cái đuôi là so A này thì sẽ là 35.000 trong cái đuôi này. Có thể ngoắt nghéo được rất là tiện này. Đấy, ngoắt nghéo xoay vòng được luôn, rất tiện các bác ạ, dùng rất là ngon. Có công tắc đóng ngắt, giá chỉ có 35.000 thôi. Còn bóng này là 3W nhá. Công suất của nó là 3W. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 10k nhá. 10k cho một quả bóng 3W như này. Công suất của nó sẽ là 3W nhá. Đó, 3W. Giá sẽ là 10k. Tiếp theo thì con này cũng khá là sáng luôn các bác nhá. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là đồng hồ LED nhá, đồng hồ LED. Kích thước thì con này chiều dài của nó thì nó vào khoảng là 15 cm gì đấy. Đấy, chiều dài của nó thì vào khoảng là 15 cm. Con này thì nó có cả lắp pin nhá, có cả lắp pin và có cắm các bác có thể dùng pin hoặc là cắm trực tiếp dây cáp sạc như này. Đấy, và đây thì nó sẽ có một cái lớp màng dây bóng bảo vệ về nhà thì các bác bóc qua cho em. Đó, đây và các bác cắm pin cho em này. Sau đó thì cắm vào cái chân cổng USB nhá. Cắm vào chân cổng USB là nó sẽ lên thôi. Rất là tiện các bác này. Đấy, cắm chân cổng USB này nó sẽ lên này. Đấy. Thì con này nó sẽ là hàng có cả tính năng hẹn giờ này rồi nói chung là đầy đủ các cái chức năng cho các bác luôn. Đấy. Chọn giờ này, đấy, nhiệt độ này, có cả báo nhiệt độ nhá, 27 độ C này. Chiều dài của nó khoảng 5 cm, chiều rộng chiều cao khoảng 5 cm. Chiều dài thì khoảng 13 đến 14 cm. Đó, đây. Có các chế độ, rất là nhiều chế độ để cho các bác lựa chọn nhé. Đó, đây 31 độ C này, rồi on, up, hẹn giờ, các kiểu con này điều luôn. Đấy, và số của nó rất là to, rõ ràng nhé. Đấy, số to, rõ ràng luôn. Thì các bác có thể tha hồ mình lựa chọn nhé. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhé. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ LED. Giá thì sẽ là 140.000 cho một con đồng hồ LED như này. Lên cho em là đồng hồ LED, giá sẽ là 140k nhé. Đấy. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 13 đến 15 cm gì đấy không nhá. Lên cho em là đồng hồ LED, giá sẽ là 140k. Con này thì tính ứng dụng rất là cao, các bác có thể dùng đa chức năng, mình vừa dùng làm đồng hồ, xem giờ, xem thời tiết. Đấy, cập nhật nhiệt độ cũng như là các bác có thể gọi là hẹn giờ, tắt bật hoặc dùng làm đèn ngủ được luôn. Đấy, số nó to rõ ràng như này. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ LED nhá. Đồng hồ LED giá của nó sẽ là 140k cho một con đồng hồ LED như này, 140.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái vòi bạc nhá. Các bác lên cho em là vòi bạc. Con này thì nó có thể xoay 360 độ được, có ốc áp các thứ cho các bác đàng hoàng nhá. Đấy, đầy đủ ốc gen giếc các thứ đàng hoàng. Xoay 360 độ luôn. Đây. Xoay 360 độ, hàng hợp kim nhá. Nó là bằng thép nhá, rất là dày dẫn và chắc chắn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80.000. 80.000 cho một con vòi bạc như này, hàng bằng thép nhá. Và đây nó sẽ có điều chỉnh các cái chế độ nước được luôn. Xoay để các bác ngoắt nghéo ở trong chậu rửa mình rửa mặt. Rồi rửa chậu rửa, rồi nói chung là đa di năng được luôn. Lên mã giúp cho em đó là vòi bạc nhá. Vòi bạc nó màu bạc nên em gọi nó là vòi bạc. Giá của nó sẽ là 80k cho một con vòi bạc này. Tính ứng dụng cực kỳ là cao luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Đấy, con này thì các bác lắp vào mình có thể xoay 360 độ này để mình rửa mặt này. Đấy. Rất là tiện nhá. Đó, nó sẽ có một cái gen như này. Chậu rửa nào thì nó có cái loại gen này hết. Về nhà các bác cứ thế mình lắp vào cho em là xong. Rất là tiện luôn. Đó, xoay 360 độ để các bác dùng để mình rửa mặt này rồi vệ sinh này. Đấy, rất là tiện nhá. Lắc léo được nhá. Và có điều chỉnh các cái chế độ nước khác nhau nữa. Dùng để gội đầu này, đánh răng rửa mặt này. Đấy, rất là tiện luôn.
Đấy, cho nước ra chậu nhá, rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là, đấy, giá của nó sẽ là 80.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bơm tẩu ô tô nhá. Con này thì các bác chỉ dùng cho ô tô được thôi, cho nên là bên em gọi là bơm tẩu ô tô nhá. Nhiều bác về các bác lại sử dụng vào, bác này về đặt về dùng cho xe máy là không dùng được đâu. Con này chỉ chuyên dùng cho ô tô thôi, cho nên bên em gọi là bơm tẩu ô tô nhá. Hàng của thương hiệu Toyota nó sản xuất để nó tặng cho khách hàng mua ô tô nhá. Hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Lưu ý các bác khi sử dụng thì mình sẽ tháo cái này ra cho em này. Đấy, ở đây nó sẽ là đầu vòi này, và đây nó sẽ là cái chân tẩu này để các cắm vào ô tô nhá. Cắm ô tô, con này chỉ bơm ô tô thôi. Đấy, lưu ý các bác là bơm tẩu ô tô thì chỉ bơm ô tô, không bơm xe đạp, xe máy ở đâu các bác nhá. Lưu ý các bác như vậy, chỉ bơm ô tô thôi. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác cái đầu tẩu để mình cắm vào ô tô, và cái dây của nó sẽ là dạng dây vải như này. Ngoài ra của nó thì nó sẽ là công tắc bật ở đây nhá. Trước khi bật thì bật xong, thì khi bật lên rồi thì các bác muốn bơm hơi thì các bác phải nhấp vào đây cho em nhá. Nhấp vào đây này, cái nút này là nút cấp hơi này. Đấy, chứ không phải là bật lên cái là hơi nó lên luôn đâu. Đấy, bật lên máy đã chạy nhưng mà các bác phải nhấp vào đây nhá. Đấy, nhấp vào đây để hơi nó lên này. Đó, hàng của thương hiệu Toyota này, Toyota. Giá thì chỉ có 180.000 thôi. Các bác lên cho em là bơm tẩu ô tô nhá, bơm tẩu ô tô. Cái này chỉ dùng cho ô tô được thôi chứ không dùng cho các cái thiết bị khác là thôi. Các thiết bị khác là không dùng được nhá. Các bác lưu ý giúp cho em. Đó, chỉ dùng cho ô tô thôi. Thế cho nên là em lên là bơm tẩu ô tô nhá. Đó, giá của nó sẽ là 180k. Đó. Bơm tẩu này. Bơm tẩu ô tô nhá. Giá sẽ là 180k. Con này thì chỉ bơm ô tô thôi các bác nhá. Chỉ bơm ô tô nhá. Đó, chỉ bơm cho ô tô thôi, không bơm chỗ khác được. Tại vì là cái đầu tẩu này chỉ cắm vào ô tô thôi. Nhiều bác không cứ tưởng là về nhà lại cắm điện thì không được các bác nhá. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ ấm đồng nhá. Đấy, bộ chuyên ấm đồng. Bộ này thì bên shop bán khá là nhiều rồi và cái giá thì nó cũng rất là hợp lý thôi. 400k cho một cái bộ chuyên ấm đồng như này. Đấy, đợt này hàng về thì nó sẽ là lại là hàng mã đáo thành công nhá. Hàng mã đáo thành công đây, bao gồm cho các bác là một chuyên này, 6 cái chén nhá. Đấy, một chuyên này. Đó, bao gồm cho các bác là một chuyên 6 chén nhá. Có cái dòng 5 chén đấy các bác nhá. Có dòng 5 chén thì nó sẽ rẻ hơn. Dòng này của nhà em nó sẽ là dòng 6 chén, các bác lưu ý vậy cho em. Đó, một chuyên 5 chén, dòng này của nó sẽ là thuộc dòng 6 chén nhá. Dòng 6 chén thì nó sẽ đắt hơn một chút. Đấy, một chuyên và có cho các bác là 6 cái chén như này. Đấy, bộ này của nó thì nó sẽ là hàng mã đáo thành công nhá. Mã đáo thành công, rất là đẹp luôn. Đó, 8 con ngựa như này. Hoa văn hoa lá cảnh rất là đẹp. Đấy, tất cả đều bằng đồng hết nhá. Tất cả đều bằng đồng hết. Các bác dùng cực kỳ chất luôn. Đó, mã đáo thành công. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Hoa văn rất là đẹp nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Lên mã giúp cho em là bộ chuyên ấm đồng nhá. Bộ chuyên ấm đồng. Giá thì chỉ có cho các bác là 400.000. 400.000 trong bộ chuyên ấm đồng như này. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Bộ bao gồm cho các bác là một chuyên 2 4 6 chén nhá. Đấy, có shop thì họ bán cho các bác cái bộ chỉ có 5 chén thôi. Bộ 5 chén thì nó sẽ rẻ hơn đấy các bác nhá. Đó, lên cho em là bộ chuyên ấm đồng. Bộ chuyên ấm đồng này. Đó, chuyên ấm đồng. Bộ chuyên ấm đồng giá của nó sẽ là 400k nhá. 400k và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Rồi, ok. Đây rồi anh em ơi. Nay Phạm Huấn lại quay trở lại test cho anh em con dao chặt 1 cân nhá. Bên shop lại về lô số lượng. Giá rất tốt cho anh em luôn. Đây, em sẽ lấy ngẫu nhiên cho anh em một con nhá và test cho anh em luôn, bỏ anh cái biển nào. Test cho anh em luôn 5 10 con cho anh em xem cho nó đã mắt nhá. Đây. Đây là một cái thanh sắt anh em. Anh em nghe cái tiếng kêu của nó chưa? Thanh sắt đây nhá. Test chặt cho anh em xem này. Chặt sắt đi anh em ơi. Chặt sắt đi anh em ơi. Chặt đi. Chặt mạnh tay lên anh em nhá. Đấy, anh em thấy không? Đấy, rất là ngon luôn. Dao rất đẹp này, rất sắc bén, không có hề hấn gì anh em nhá. Đấy, không cong vênh, không xứt mẻ anh em nhá. Đấy, rất ngon lành này, không cong vênh, không xứt mẻ nhá. Đấy, lấy tiếp con khác chặt cho anh em xem cho nó trực quan sinh động nhá. Đây, lấy tiếp con khác anh em này. Đấy, dao chuyên, con này thì dao chặt 1 cân nhá. Giá sẽ là 230.000, bao ship tận nhà cho anh em luôn. Đây, đấy anh em xem này. Chặt này, sắt cong đi luôn anh em nhá. Đây, chặt sắt cho anh em xem này. Đây, chặt sắt cho anh em xem nhá. Chặt sắt cho anh xem này. Chặt sắt cho anh em xem này. Đấy, anh em nghe thấy không? Đây. Đấy, không hề cong vênh xít mẻ gì nhá. Anh em thấy chưa? Đó, không hề cong vênh xít mẻ gì này anh em này. Đó, vẫn bóng đẹp luôn, vẫn bóng đẹp sáng ngời luôn anh em nhá. Đó. Dao thì nặng 1 cân nhá, nặng 1 cân, chiều dài của nó vào khoảng là 35 cm.
phần lưỡi này thì khoảng là 22 cm nhá, và bản của nó khoảng 12 cm. Đấy, em đều rón ngẫu nhiên hết nhá, rón ngẫu nhiên cho anh em hết, cho anh em khỏi phải lăn con bà tăn anh em nhá. Khỏi phải lăn con bà tăn anh em nhá. Lăn con bà tăn nhá. Lăn con bà tăn nhá anh em thấy không? Đây, đấy, anh em thấy chưa? Nào, chặt sắt cho anh em xem luôn nhá. Ok chưa? Đấy, anh em đã thấy ok chưa? Tiếp tục rón cho anh em một con nữa nhá. Đây, một con nữa này. Đấy, hàng lấy ngẫu nhiên cho anh em luôn. Đó, đây. Đấy, tiếp tục chặt sắt cho anh em xem nhá, thấy nhá. Đây. Chặt sắt cho anh em xem. Chặt sắt cho anh em xem. Chặt sắt cho anh em xem. Chặt đi anh em ơi. Chặt thoải mái đi anh em ơi. Chặt thoải mái đi anh em ơi. Ok chưa anh em? Đấy, như này đã ok chưa anh em? Đấy. Đây, anh em thấy chưa? Đấy. Không hề cong vênh sứt mẻ, không hề có một hiện tượng gì nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 230.000 nhá. Đấy. Anh em lên mã giúp cho em là dao chặt 1 cân nhá, dao chặt 1 cân. Đó. Dao chặt này. Đấy, con này nặng 1 cân luôn. 1 kg nhá, 1 kg. Giá của nó sẽ là 230k và bao ship tận nhà cho bác luôn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán, không test, không chặt thử nhá. Tại vì em đã chặt cho các bác xem đấy rồi. Còn về nhà các bác chặt thì em không chấp nhận. Tại vì là nói thẳng thế luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán thôi. Kiểm tra thấy ok thì mình thanh toán tiền. Vậy thôi. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái con AK47 nhá. Giá của nó sẽ là 180.000 cho một con dao AK47 như này. Đây nó sẽ là một con dao như này. Đấy, một con dao như này. Hàng thì nó sẽ là hàng của Mỹ nhá, hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, USA này, USA này các bác này. Đấy, hàng rất chất lượng cho khi mở đi các bác, mở cái nắp này ra cho em này. Đấy, khi mở đi các bác mở cái lẫy này ra, bóp cái lẫy này cho em. Bóp cái lẫy này các bác nhá. Đấy, các bác đẩy cái lẫy này lên này, xong bóp cái lẫy này ra này. Đấy, con dao sẽ bật ra. Đây, AK47 nhá, hàng của Mỹ này. USA chữ khắc chìm luôn anh em nhá. USA chữ khắc chìm luôn. Đây, đấy, báng của nó thì được ốp gỗ này, báng ốp gỗ rất là đẹp luôn. Đấy, con này thì nó chuyên lắp vào cái đầu cái khẩu súng AK nhá, khẩu súng AK các bạn. Đấy, đây là cái tia ngắm bắn của nó này. Đó, rất là ngon luôn. Thì trong quân đội thì khi mà nó sử dụng mà hết đạn thì nó sẽ bật con dao này ra để nó sử dụng để nó chiến đấu nhá anh em nhá. Rất là ngon luôn. Đây. Dao thì cực kỳ sắc bén cho anh em luôn nhá. Đấy, dao thì rất bén luôn. Đây, em sẽ test thử dọc giấy cho anh em xem này. Đấy. Hàng siêu bén cho anh em luôn nhá. Đấy, chứ không phải hàng thường đâu. Đó, bản của nó thì rất là dày nhưng mà dao thì lại rất là bén anh em này. Đấy, em thấy không? Đây. Đấy. Dao thì bản rất là dày nhưng ưu điểm của nó là rất là bén đấy. Nó là cái dòng dao quân đội nó như vậy đấy các bạn. Đấy, dòng dao quân đội nó vậy đấy các bạn nhá. Dao quân đội nó vậy các bạn nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác like rồi. Bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 nhá, lên cho em là AK47, giá sẽ là 180k nhá. 180.000 cho con AK47 như này. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em là khăn mặt nhá. Đấy, khăn mặt Hàn Quốc bên shop bán lẻ thì nó sẽ là 60.000 cho một bịch 10 cái như này, và mua lẻ thì sẽ là 20.000 ba chiếc nhá. 60.000 một bịch và 20.000 ba chiếc. Hàng khăn này của nó thì 100% là sợi bông tự nhiên, thấm hút nước cực kỳ là tốt các nhá, thấm hút nước cực kỳ là tốt. Các bác có thể dùng đa di năng luôn. Đấy, chức năng thứ nhất là dùng để rửa mặt này, cho nên bên em gọi nó là khăn mặt nhá. Ngoài ra thì các bác có thể dùng để lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa, lau các loại lau luôn, lau thập cẩm ngũ vị hương nhá. Các bác muốn lau gì thì lau, đều ok hết nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con khăn như này. Giá của nó sẽ là 20.000 cho 3 cái nhá. Bên em bán từ 3 cái trở lên. Đấy, bán từ 3 cái trở lên sẽ là 20.000 cho 3 cái. Còn bác nào mua cả bịch nhá, mua cả bịch thì nó sẽ là 60.000 một chục. Đây. Đấy, mặt của nó sẽ là sợi bông nhá, một mặt là bông mịn và một mặt là bông thô nhá. Đó. Giá thì rất là hợp lý cho bác nhá. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là khăn mặt Hàn Quốc nhá, hàng của Hàn Quốc như này. Đấy, khăn mặt hàng của Hàn Quốc như này. Một bịch là 10 cái, giá sẽ là 60k. Đây. 10 cái 60.000 này, 10 cái, còn mua lẻ thì sẽ là 20.000 ba chiếc. Sản phẩm tiếp theo đó là cái nước hoa Dubai nhá, nước hoa Dubai. Đấy, hàng made in UAE này, made in UAE. Đấy, hàng Dubai nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 cho một hộp bao gồm cho các bác là đi 5 chai nhá, một hộp là 5 chai. Cái chai của nó thì nó chỉ nhỏ bằng ngón tay cái như này thôi. Nó là dòng nước hoa chiết nhá, nước hoa chiết cho nên là nó nhỏ như này thôi. Đấy, và các bác khi bác dùng thì mình có thể lăn đi như này. Đấy, lăn đi như này. Nó sẽ là có cái đầu lăn như này các bác này. Rất là tiện nhá. Dòng này thì cực kỳ là thơm luôn, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu nhá. Đấy, và nó sẽ có 5 lọ với 5 mùi hương khác nhau. Lên cho em là nước hoa Dubai. Đấy, bên shop đang gửi tới bác một cái lọ nước hoa Dubai như này. Một hộp luôn, một hộp này sẽ là 60.000 cho hộp này nhá. Hàng chuẩn made in UAE này, mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng nhá. Đấy, made in Dubai. Đó. Lên cho em là nước hoa Dubai nhá. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn chải. Các bác lên cho em là bàn chải Hàn Quốc nhá, bàn chải Hàn Quốc. Một hộp này của nó thì sẽ là 30 chiếc. Bên shop bán lẻ thì sẽ là 20.000 cho 4 cái nhá, 20.000 cho 4 cái. Đủ màu sắc cho các bác luôn. Đủ màu sắc các bác nhá, đủ màu sắc các bác yên tâm sử dụng luôn.
Đó. Bàn chải thì là của Hàn Quốc, được làm từ sợi than tre hoạt tính. Đấy, kháng khuẩn rất là tốt luôn. Kháng khuẩn rất là tốt các bác nhá. Đó, đây, chữ Hàn 100% này. Hàng của Hàn Quốc nhá. Đây, Korea các bác này. Đây, Korea, hàng của Hàn Quốc. Con này thì trong các hệ thống siêu thị nó đang bán là 36.000 Việt Nam đồng. Đó, và bên shop thanh lý được cho các bác cái giá cực kỳ tốt luôn. Nó sẽ cho các bác là 4 cái là bằng 20k nhá, 20.000 4 cái. Mua 10 cái thì sẽ là bằng 40k. Và mua cả hộp 30 chiếc thì giá chỉ còn 110k thôi. 110.000 cho hộp 30 cái nhá, 30 cái luôn. Đấy, 110.000 cho 30 cái, còn mua lẻ sẽ là 4 cái 20.000, 10 cái là 40.000. Đấy, một hộp nhá, một hộp của nó sẽ đủ màu các nhá, đủ màu luôn cho các bác lựa chọn này. Đấy. Sợi của nó thì cực kỳ là mềm luôn, mềm mịn, đánh thì không sợ vì đau lợi, viêm níu, viêm lợi và chảy máu trên răng. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là bàn chải Hàn nhá, bàn chải Hàn. Đó. Các bác mua số lượng càng nhiều thì càng tốt. Đấy, một hộp này là 30 chiếc mà tính ra chỉ có 110.000 thôi. Đấy, tính ra vào chỉ có hơn 3.000 một chiếc thôi nhá. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái nước hoa. Các bác lên mã giúp cho em là nước hoa khách sạn nhá, nước hoa khách sạn, hoặc là các bác lên cho em là nước hoa que cũng được, nó có cái que cắm như này nhá. Đấy, nước hoa khách sạn hoặc nước hoa que cũng được. Về nhà thì các bác giặt cho em cái nắp này ra này, đấy, cái nắp niêm phong này ra, sau đó thì các bác cắm cái que này vào cho em, đấy là mình sử dụng thôi. Dòng này của nó thì siêu thơm luôn nhá, rất là thơm luôn. Đấy, dòng này thì bên Nhật nó chuyên dùng để nó để trong các cái nhà hàng khách sạn. Đấy, cho nên là mùi của nó thơm dịu nhẹ dễ chịu, cho nên các bác đi đến nhà hàng khách sạn mà sao nó thơm thế là nó do nó sử dụng cái nước hoa này nhá. Đấy, bên Nhật nó chuyên sử dụng cho các cái nhà hàng khách sạn rất là thơm luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30k nhá. Lên cho em là nước hoa que hoặc là nước hoa khách sạn nhá, nước hoa khách sạn. Đấy, các bác lên cho em là nước hoa khách sạn này. Đấy. Nước hoa khách sạn nhá. Giá của nó sẽ là khách sạn này, giá của nó sẽ là 30k trên một lọ nhá, 30.000 trên một lọ nước hoa khách sạn như này. Rất là rẻ các bạn, một lọ này các bác cứ về cắm que vào là sử dụng thôi. Hương của nó rất là thơm, dịu nhẹ, dễ chịu. Bên Nhật nó chuyên dùng cho các nhà hàng khách sạn các nhá, nước hoa que hoặc nước hoa khách sạn nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên cho em đó là các bác lên cho em là bộ vít nối nhá, bộ vít nối. Đấy, bộ vít nối. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000 cho một cái bộ vít nối như này. Đấy, lên cho em là vít nối nhá. Vít nối giá của nó sẽ là 100.000. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái đầu nối như này. Đấy, và sẽ là có rất nhiều các cái loại vít khác nhau để các bác về các bác lắp và các bác sử dụng thôi. Cái này thì về nhà các bác lắp vào cái đầu tô vít nhà mình nhá, lắp vào cái đầu tô vít nhà mình. Đó, giá thì sẽ là 100k cho một cái bộ vít nối như này. Đấy, lên cho em là vít nối, giá có một cái đầu nối như này nhá. Có cái đầu nối này về nhà các bác cắm cái tô vít nhà mình. Ở đây thì combo chọn bộ của nó sẽ bao gồm cho các bác là đây. Đấy, bộ sao này, có bộ sao nhá, có bộ sao này. Đấy, bộ sao rồi bộ ba khe này, rồi bộ hoa thị này. Bộ sao, bộ khe, bộ hoa thị và dẹt nhá. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Sao, ba khe, hoa thị, dẹt 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 20 22 24 26 28 30. Đấy, ở đây của nó sẽ có bác cho các bác là 30 đầu vít như này nhá, 30 đầu vít như này. Thép của nó sẽ là thép CRV nhá, CRV. Đấy, cực kỳ là cao cấp cho bác luôn, thép CRV cực kỳ là cao cấp cho bác luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là vít nối nhá, vít nối. Đó, cái này thì về nhà các bác sử dụng là mình sử dụng như một con vít nối bình thường để về nhà mình sử dụng, mình các cái đầu vít như này mình về mình lắp vào cái đầu này cho em, lắp vào cái đầu này, sau đó thì mình sử dụng thôi. Đấy, con này nó sẽ là hàng vít sao này. Đấy, các bác lắp vào đây cho em. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có từ hít luôn, rất là ngon nhá, rất là ngon. Để các bác thay tháo sửa chữa các cái đồ vít rất là ngon, và các bác lấy thì nó sẽ là combo như này. Thì mình dùng rất là tiện, không sợ bị thất lạc này, bị mất này, hoặc là rơi mất, rất là tiện. Đây, nó sẽ là đậy nắp như này. Thì về nhà các bác sử dụng nó rất là tuyệt vời luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới bác một combo như này. Giá sẽ là 100k nhá. Lên cho em là vít nối. Đây, 100.000 và các bác được tới 30 đầu vít nhá. 30 đầu vít. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32. 32 đầu vít nhá. 32 đầu vít mà có 100.000. Tính ra thì 33 là 9, tính ra các bác mua vào chỉ có 3.000 cho một cái đầu vít như này thôi. Đó, rất là rẻ. Lên cho em là vít nối nhá, giá của nó sẽ là 100k. Đó. Vít nối này. Giá của nó sẽ là 100k nhá. Đấy, lên cho em là bộ vít nối giá sẽ là 100k rồi, ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nha. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái con bóng đèn 8 cánh nhá. Con này nó là công suất của nó là 200W. Và cánh của nó là 8 cánh, dòng này thì nó sẽ là dòng siêu sáng cho các bác luôn, rất là sáng. Đấy. Đây thì em đang có cái quả này là có 5 cánh này các bác này, 5 cánh mà nó còn sáng chói chang như này các bác nhá. Đấy, 5 cánh mà còn sáng chói chang như này các bác. Đó thì cái con 8 cánh này của nó thì rất là sáng luôn. Đó, 2 này, 4 này, 6 8 cánh. Lên cho em là bóng đèn 8 cánh nhá. Giá của nó sẽ là 100
Bao nhiêu nhỉ? Hả? Lên cho em là đèn 8 cánh nhá, giá của nó sẽ là 190.000. Đó, lên cho em là đèn 8 cánh, giá của nó sẽ là 190k. 8 cánh này, giá sẽ là 190k nhá. 190.000 cho một con đèn 8 cánh như này. Dòng này thì siêu sáng luôn các bác nhá. Đấy, bóng đèn 8 cánh. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái cây lấy dấu nhá. Cây lấy dấu này, giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn. Một cây lấy dấu như này giá chỉ có cho các bác là 40.000 thôi. 40.000 cho một cây lấy dấu như này. Con này thì rất là tiện dụng để cho các bác sử dụng trong các cái công việc mình làm hàng ngày, ví dụ như là mình lấy dấu rồi lấy mực thước là rất là ok nhá. Đấy các bác chỉ cần ấn là nó sẽ ra dấu thôi. Đây, đây em sẽ thử cho các bác xem này. Đấy nha. Các bác chỉ cần là đặt xuống này xong các bác nhập này cho em này. Đấy là sẽ có dấu nhá. Sẽ có dấu luôn. Đây các bác này. Đấy, có dấu rõ luôn nhá. Đây các bác này. Nhấp này sẽ có dấu này. Đây, dấu nó lồi lên này các bác này. Đó, thì nó rất là tiện luôn nhá. Đây dấu của nó đây. Đó, đây em ấn cho các bác xem này. Ấn tách này nó có dấu này. Đấy các bác thấy không? Đây, cái dấu của nó đây. Đấy, hai cái dấu em vừa ấn này. Đó, thì con này rất là tiện luôn. Và giá thì rất là hợp lý các bác nhá. Giá rất hợp lý luôn. Đây các bác chỉ cần nhấp này là có dấu này. Đấy, đây cái dấu này các bác này. Cho cái màu trắng này thì rõ hơn này. Đây cái dấu của nó đây các bác nhá. Đó, đây em ấn cho bác cắt thắt nữa này. Con này thì nó rất là nhạy luôn. Đấy. Thì các bác có thể lấy dấu để mình đo mực thước hoặc là lấy trên mọi chất liệu nha, sắt, thép, gỗ, nhựa đều được hết. Lên xem là cây lấy dấu nhá, giá chỉ có cho các bác là 40k cho một cây lấy dấu như này thôi. Lên xem là cây lấy dấu giá sẽ là 40.000. Các bác lên xem là cây lấy dấu nhá. Cây lấy dấu này, đó, cây lấy dấu giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một cây lấy dấu này. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái Eto nhá. Eto hàng thương hiệu Asahi của Nhật nhá. Asahi của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng thì sẽ là nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này. Đấy. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng nhá. Một con Eto rất chất lượng như này. Đấy. Hàng của nó là hàng của Nhật xịn, tem nhôm, tem nhớt đàng hoàng đây các bác này. Đấy, tem nhôm này. Hàng thương hiệu Asahi này. Đấy, tem nhôm đây. Đấy, con này thì giá chỉ có cho các bác là 100 các bác lên cho em là Eto nhá. Giá của nó sẽ là 190.000 cho một con Eto như này. Đây, các bác chỉ cần xoáy này nó sẽ ra này. Đấy. Độ mở của nó thì được 5 sen nhá. Và con này thì các bác có thể dùng để kẹp bàn rồi nói chung là làm hết các công việc đều ok. Hàng thì chất lượng và giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Đó. Bên em thì nó đang hơi mưa nên nó hơi ồn thì các bác có thể chỉnh cái âm lượng của mình to lên một chút để nghe cho được rõ nhá. Hàng thương hiệu Asahi này. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là Eto nhá. Eto. Đấy lên cho em là Eto này. Đây. Các bác lên cho em là Eto nhá. Eto giá sẽ là 190k nhá. 190k cho cái con Eto như này. Sản phẩm tiếp theo. Đó là bên shop về cho các bác cái bộ dao sói nhá. Các bác lên cho em là bộ dao sói. Bộ này bao nhiêu đấy? Các bác lên cho em là bộ dao sói nhá. Bộ này thì giá của nó sẽ là 100.000. Hàng của thương hiệu Asahi Japan. Hàng nội địa của Nhật này. Đấy nó sẽ là bộ này thì sẽ kèm cho các bác là 4 con dao luôn. 4 dao nhá. Hàng thì siêu bén cho các bác luôn. Đó đây. Em sẽ test cho các bác xem này. Đấy. Đây để em test cho các bác xem nhá. Đây. Đây con này. Đấy. Một cái tờ giấy rách nát mùn mùn như này mà em vẫn dọc được các bác này. Đấy. Một cái tờ giấy rất là mềm nhá. Giấy rất là mềm mùn nhá các bác nhá. Chứ không phải là giấy cứng đâu. Đấy, nhiều người người ta còn test cái tờ giấy cứng cơ. Đấy. Đây cái tờ giấy mềm mùn này mà còn dọc được này các bác này. Đấy. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 4 dao, 1 kéo các bác nhá. 4 dao một à 4 dao một kéo một nạo. Đấy, 4 dao một kéo một nạo. Rất là bén luôn. Đấy. Rất bén, rất ngon lành nhá. Cán của nó thì bằng nhựa thôi. Cán nó bằng nhựa thôi nhưng mà nó rất là đẹp các bác này. Rất là đẹp luôn. Đấy, bộ sẽ bao gồm cho các bác là 4 dao này. 4 con dao như này. Đấy, 4 dao luôn. Một cái kéo này. Kéo này thì các bác có thể dùng để kẹp cua ghẹ này, mở nắp chai này, khui bia, đánh vảy cá này. Đó và một cái nạo như này. Đấy, một cái nạo như này nữa này. Đấy. Combo cho các bác luôn, một bộ bao gồm cho các bác là 6 món luôn. Đấy. Lên cho em là bộ dao sói nhá, bộ dao sói. Đấy, sắc như con sói luôn các nhá, sắc như sói luôn. Đó. Lên mã cho em là bộ dao sói. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một bộ dao sói như này. Giá của nó chỉ có cho các bác là bao nhiêu? Một bộ dao sói như này giá của nó chỉ có cho các bác là 100.000 thôi, 100.000 nhá. Rất chất lượng nha bác luôn. Hàng thương hiệu Asahi Japan này. Đấy, dao của Nhật thép SK5 không gỉ nhá, Japan nhá. Đó, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt nhá, giá rất tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bộ dao sói nhá. Đó. Lên cho em là bộ dao sói này. Đó. Bộ dao sói nhá, bộ dao sói. Giá sẽ là 100k nhá, 100k. Đó, 100k cho một cái bộ dao sói như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái cầm cho anh cái kéo 42 này. Cái kéo cắt ống nước nhá. Đấy, kéo cắt ống nước. Thì bên shop có hai mẫu, một mẫu là dòng kéo to và mẫu dòng kéo nhỏ nhá. Đây.
Đấy, kéo nhỏ thì nó sẽ cắt được từ ống 42 trở về. Đấy, ống ống nó gọi là phi 42 nhá, phi 42 đây, 42mm hàng thương hiệu Kabushi Japan này. Đấy. Con này thì cắt được từ ống 42 trở về các bác nhá, cắt được từ ống 42 trở về thôi. Đó. Thì các bác lên cho em là kéo 42 nhá, kéo ống 42. Đó, cắt được từ ống 42 trở về. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000. Đấy. Các bác lên cho em là kéo ống 42 nhá, kéo ống 42. Giá của nó sẽ là 110k. 110.000 cho con kéo ống 42 như này. Đấy. Lên cho em là kéo 42 nhá, kéo 42 này. Kéo ống 42 này, kéo ống 42, giá của nó sẽ là 110k. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cái con dòng to hơn. Hàng của thương hiệu Asahi Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp này, Asahi Japan, cùng hãng với cái Eto kìa nhá. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đấy. Đây. Mã giá rất là ngon này, lưỡi thép sáng bóng này. Chữ thì cả chữ nổi cả chữ chìm luôn, hàng của hãng cho nên các bác yên tâm nhá. Đây, Asahi Japan này. Đấy, có mã sản phẩm đàng hoàng đây. Đấy, Asahi này. Đấy, chữ dập nổi dập chìm đầy đủ cho các bác luôn. Đấy. Con này thì giá sẽ là 230.000 nhá. Đấy, 230.000. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em là kéo ống 63 nhá. Kéo ống 63. Giá sẽ là 230.000. Đây. Con này thì lên cho em là kéo ống 63 nhá. Kéo ống 63 này, ống 63. Giá sẽ là 230k. Và bao ship tận nhà cho bác luôn. Bao ship tận nhà cho bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đó là cái bình sạc ắp quy nhá. Bình sạc ắp quy thì bên shop có hai mẫu, một mẫu là bình 12 và một mẫu là bình 12-24. Đó thì cái này là nó sẽ là sạc cho bình 12V này. Để các bác lên cho em là sạc bình 12 nhá, sạc bình 12. Con này thì giá của nó sẽ là 190.000, 190.000 cho con sạc bình 12 như này. Con này thì nó sẽ là sạc bình 12V. Đấy, 12V là 4A nhá, 4A 100Ah này. Đấy, 4A đến 100Ah. Đấy. Sạc bình 12V. Hàng này của nó thì nó sẽ là hàng của Nhật và xuất đi khá là nhiều nước luôn nhá. Xuất đi Anh, Pháp, Mỹ, châu Âu đầy đủ cho các bác luôn nhá. Nga này, Anh, Pháp, Mỹ đầy đủ cho các bác luôn. Dòng này của nó thì đều là dòng khử sunfat này, chống đảo chiều, chống bị lệch âm dương này, rồi khử sunfat rồi đảo chiều các kiểu con đà điểu luôn. Đấy, con này thì các bác lên cho em là bình 12 nhá. Đấy, lên cho em là bình 12 này. Sạc bình 12 nhá, sạc bình 12 này. Sạc bình 12. Đấy, giá của nó sẽ là 190k nhá, 190k. Đấy. Còn bên em có một loại cao cấp hơn. Con này thì sạc bình cả 12 cả 24. Đấy, lên cho em là sạc bình 12 24, sạc bình 12 24 này. Giá của nó sẽ là 290k và bao ship tận nhà cho bác nhá. Thì con này nó sẽ là một cái dòng cao cấp hơn rất là nhiều. Sạc được cả hai loại bình 12 24. Đấy, và công suất của nó sẽ là 8A 24V 4A nhá. 12V là 8A và 24V là 4A. Đó, đây, các cái thông số của nó đây. Đấy, 12V, 8A và 24V, 4A. Đó, thì nôm na nó như vậy để các bác biết được. Cái này thì em cũng không có chuyên môn lắm. Nó sạc ô tô này, sạc cho bình bình thường này, sạc xe máy này, rồi để các bác dùng để làm nghề sửa chữa đều ok hết nhá. Đó. Giá thì nó sẽ là 290.000. Lên cho em là sạc bình 12-24, sạc bình 12-24. Giá sẽ là 290k. Và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó, sạc bình 12-24 nhá. Đấy. Thì nó sẽ có hai loại là sạc bình 12-24 và sạc bình nguyên bình 12 thôi, nguyên bình 12. Con này thì nguyên bình 12. Đó, thì tùy theo cái nhu cầu, mục đích và cái công năng để các bác lựa chọn cho cái loại bình nào phù hợp và loại sạc nào phù hợp với bình của mình. Đấy, ví dụ nhà các bác chỉ có cái bình 12V thì các bác mua nguyên con sạc bình 12 thôi. Còn nhà các bác có cả bình 24 thì các bác mua thêm con sạc bình 24 nữa là hợp lý quá nhá. Đó, con bình 12 là 190.000, con này là 12-24 là 290 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kệ kem đánh răng nhá, kệ nhả kem đánh răng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã cho em là kệ nhả kem đánh răng nhá. Nó sẽ là một con kệ như này, bao gồm cho các bác là sẽ có cho các bác là ba cái cốc này. Đấy, ba cái cốc như này rất là đẹp. Ba cốc có nam châm hít luôn. Đấy, có nam châm hít này. Ba cái cốc có nam châm hít như này. Đấy, có nam châm hít nhá. Tiếp theo là nó sẽ có cho các bác là cái hệ thống miếng dán này. Miếng dán này có dán lên tường rồi sticker các kiểu này. Và nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái khay như này. Cái khay này thì sẽ về nhà các bác dán cái miếng dán vào đây. Về nhà các bác cho cái lọ kem đánh răng vào đây cho em. Đấy, sau đó thì mình nhả kem là nó sẽ ra nhá. Nhả kem là nó sẽ ra, nó rất là tiện luôn. Đó.
Thì con này bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 190.000. 190.000 cho cái kệ nhả kem đánh răng này thôi. Lên cho em là kệ nhả kem đánh răng, giá của nó sẽ là 190k. Đó, đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đó. Đây nhà em đã đang sử dụng đây, em lắp đặt thực tế đây cho các bác xem. Đây. Đây các bác này. Đó. Nhà em để thì nó hơi cũ, nó hơi bẩn một tí, các bác thông cảm nhá. Đây. Đấy, đây là nó sẽ có sẵn cho các bác là cái đây nhá. Đó. Đây. Có sẵn cho các bác cái miếng dán này và cái hít này. Đây nhá, đây là cái khay để dán này. Hai cái miếng dán này về nhà các bác dán lên tường cho em này, dán lên cái tường gạch men đấy. Đó, sau đó thì các bác lắp cái này vào này. Dán xong thì mình lắp cái này vào cho em. Đó, rất đơn giản thôi. Lắp vào xong rồi. Đó, cốc này thì các bác có thể để bên trên hoặc để bên dưới đều được nhá. Cái này là em để quay cho nên nó hơi nhếch nhác một chút, các bác hết sức thông cảm. Đây. Đấy, cốc lấy ra này. Đấy. Ngoài ra thì khi mà các bác muốn lấy kem đánh răng thì các bác chỉ cần nhấn như này thôi này. Nhấn như này cho em này. Đấy, các bác nhấn này là kem đánh răng nó sẽ nhả ra này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Kem đánh răng nhả ra đây, rất là tiện nhá. Đó, kem đánh răng nhả ra đầu nha. Đây. Đây các bác này. Đấy, kem đánh răng nhả ra là mình sử dụng thôi, nó rất là tiện nhá. Đó. Thì con này bên shop đang gửi tới bác một cái kệ kem đánh răng như này, giá của nó sẽ là 190.000. Các bác có thể treo bàn chải ở đây này. Đấy, treo bàn chải ở đây hoặc là để lên trên này cũng được, tùy theo nhu cầu mục đích của các bác nhá. Đó. Lên cho em là kệ nhà kem đánh răng, giá sẽ là 190.000. Xoáy cho em cái lọ kem đánh răng vào đây là ok rồi. Hello, vâng, lại là em Huấn Phạm này các bác nhá. Chào các bác, chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Đó. Hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về cho các bác rất nhiều mã sản phẩm mới, trong đó thì bên em về một cái lô đồ gia dụng rất là đẹp luôn, để trân trọng gửi tới các bác nhá. Hàng liên doanh Việt Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc bom hàng. Cái số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái con nồi áp suất các bác này. Đấy, nồi áp suất đây. Nó sẽ là một con nồi cực kỳ là chất lượng cho bác luôn. Con này thì các bác dùng để nấu cơm cũng được, mà dùng để mình hầm đồ ăn hoặc là hấp đồ ăn cũng được. Nó có kèm cho các bác một con khay hấp như này luôn nhá. Đấy, có một con khay hấp như này. Hàng thì cực chất lượng cho các bác luôn. Dung tích của con nồi này thì của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là 1.8 lít các bác nhá. 1.8 lít. Đấy. Thì đây, để em thử xem lại cái thông số của nồi nó xem sao. Đó. Đây các bác này. Đấy, dung tích của nó sẽ là, con này thì công suất là 900W này, sử dụng điện 220V này, tần số là 50Hz này. Đấy, và dung tích của nó thì nó vào khoảng là 1 lít 8 đến 2 lít. Còn dung tích cả vỏ của nó sẽ là 5 lít nhá. Đấy, cả vỏ là 5 lít này. Đấy, lên mã giúp cho em là nồi áp suất nhá. Nồi áp suất hàng của Povena, hàng liên doanh Việt Nhật nhá. Hàng liên doanh Việt Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây. Thương hiệu gia dụng dẫn đầu Việt Nam các bác này. Đấy, thương hiệu gia dụng dẫn đầu Việt Nam nhá. Đấy, công suất của nó sẽ là 900W. Đấy, 900W nhá. Đó, điện 220V. Đây, thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái nồi như này nhá. Nồi này nó sẽ có một cái lẫy như này, một cái lẫy, và nó sẽ kèm cho các bác là một cái khay hấp như này. Thì các bác có thể cho nước vào, sau đó thì mình hấp bánh bao này hoặc là chiên hoặc là hấp các cái đồ cần làm nóng nhá. Đấy, đặt đây. Đấy. Và các bác đậy nắp lại cho em này, đậy nắp lại đây. Đây, các bác đậy nắp lại cho em. Đậy nắp này, nắp sập vào đây như này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái chiều mũi tên nhá. Thì khi các bác đóng mở thì đúng theo cái chiều mũi tên này cho em này. Đấy, nó sẽ có chiều mũi tên đây. Có mũi tên này, đóng vào mở ra như nào thì nó đã có cái chiều mũi tên đây rồi. Các bác cứ đúng theo mũi tên các bác này. Đây nhá, có mũi tên, có lẫy khóa đây. Đây các bác này, đây. Ở cái đầu này thì nó sẽ có cái lẫy khóa này các bác này. Hình mở khóa này, hình mở khóa và hình khóa đóng này. Thì các bác cứ theo cái mở khóa đóng khóa này làm cho em. Dung tích của con nồi thì nó khoảng là 1.8 lít nhá, 1.8 lít, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, một con nồi áp suất rất là ngon lành như này. Lên mã giúp cho em là nồi áp suất nhá. Đấy, hàng khá dày dẫn chắc chắn luôn. Đây. Đấy, nồi của nó rất là chắc này. Mâm của nó dày nhá, nồi chắc chắn nhá, rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy, nó sẽ có các cái chế độ ví dụ như là tắt này, bật này, đấy, nấu cơm này, nấu thịt cá này, nấu canh, nấu cháo này và nấu các cái loại hạt này. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Có chế độ giữ ấm này, chế độ tăng nhiệt đầy đủ cho các bác này. Đấy. Đây. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là nồi áp suất nhá, nồi áp suất. Đấy. Các bác lên cho em là nồi áp suất nhá. Nồi áp suất này, đó, nồi áp suất giá của nó sẽ là 890.000 nhá, 890k. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn, một con nồi áp suất chuẩn đẹp chất lượng như này, hàng liên doanh Việt Nhật, và giá chỉ có cho các bác là 890.000 cho một cái nồi áp suất như này thôi. 890.000 cho nồi áp suất như này. Hàng bảo hành lỗi 1 đổi 1 trong vòng là 10 ngày nhá. Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 10 ngày. Đấy, đây. Thông số các thứ rất rõ ràng luôn.
Đấy, sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác hai cái dòng chảo này. Đấy, đầu tiên thì nó sẽ là hàng Việt Nam chất lượng cao, đáy 3 lớp nhá các bác nhá. Đấy, dòng này của nó thì nó sẽ là đáy 3 lớp các bác này, hàng made in Việt Nam nhá. Đấy, cơ cấu là đáy 3 lớp nhá. Con này thì nó sẽ là một cái dòng là chống dính lưới như này, chống dính lưới như này, rất là tiện dụng luôn. Con này thì đáy của nó sẽ là con này thì miệng của nó sẽ là chảo 24 cm nhá, 24 cm. Đó, 24 cm. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 290k nhá, 290k cho một con chảo như này. Đấy, con này thì hàng cực kỳ chất lượng cho các bác rồi. 200 các bác lên cho em đó là các bác lên mã giúp cho em là chảo 24 nhá. Đấy, chảo 24. Đó, chảo 24. Giá của nó sẽ là lên cho em là chảo 24 này. Chảo 24 giá của nó sẽ là 290k cho con chảo 24 như này nhá. 290.000 cho con chảo 24 như này. Đó. Chảo 24 cm. Ngoài ra thì có một con đường kính nó to hơn, đó là con 30 cm, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đấy, đế 3 lớp rất dày luôn các nhá. Con này dùng thì miễn chê luôn. Dán cá to các loại đều được nhá, chống dính siêu tốt luôn các bạn, chống dính siêu tốt, có cả men lưới chống dính luôn. Con này thì đường kính của nó là 30 cm. Đấy. Thì các bác lên cho em là chảo 30 nhá, chảo 30. Đấy, chảo 30, con này thì giá của nó sẽ là 370.000 các nhá. 370.000. Các bác lên cho em là chảo 30 này. Đó. Chảo 30, giá của nó sẽ là 370k. Đấy, 370.000. Nếu như các bác mua combo hai con như này thì bên shop gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó. Hai con này thì bên em sẽ bớt cho các bác cái giá đó là 30.000 và bao ship này. Đấy. Mua hai con này thì bớt 30.000 và bao ship. Còn giá này thì bên em cũng đã bao ship cho các bác rồi. Đấy. Con này thì sẽ là 370.000 nhá. 370.000. Lên cho em là chảo 30, giá sẽ là 370.000. Còn con này thì các bác lên cho em là chảo 24, giá của nó sẽ là 290.000. Hàng Việt Nam chất lượng cao nhá, cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn, rất dày dẫn chắc chắn luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con ấm siêu tốc này, hàng của thương hiệu Sato nhá, hàng thương hiệu Sato. Con này thì nó sẽ là hàng cao cấp cho các bác luôn, hàng cao cấp, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn nhá. Đấy, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác. Đấy, tiền nào của đấy thì coi nhá, tiền nào của đấy thôi. Con này thì nó sẽ là 1,8 lít. Công suất của nó là 1.500W và điện là điện 220V. Đấy, xuất xứ Việt Nam và công ty điện tử Việt Nhật nhá. Đấy, điện tử Việt Nhật, hàng liên doanh nhá. Ở đây thì nó sẽ là bên trong là inox 304 này. Bên ngoài thì nó sẽ là nhựa ABS chống dính này. Hàng của thương hiệu Sato nhá. Đế điếc của nó cực kỳ chắc chắn luôn. Các cái phần kết nối rất chắc chắn nhá, dày dẫn chắc chắn rất là ngon. Đó, các bác lên cho em là ấm siêu tốc nhá. Ấm siêu tốc. Đấy, con này thì bên shop đang gửi tới các bác. Lên cho em là ấm Sato nhá, giá của nó sẽ là 430.000. Lên cho em là ấm Sato nhá. Đấy, ấm Sato. Đấy, lên cho em là ấm Sato này. Ấm Sato giá sẽ là 450k nhá, 450k. Hàng này thì nó là phân khúc cao cấp rồi các bác nhá, phân khúc cao cấp. Hàng liên doanh Việt Nhật đây, hàng liên doanh Việt Nhật này. Lên cho em là ấm Sato nhá. Ấm Sato. Giá của nó sẽ là 450.000 cho con ấm Sato như này nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là con nồi kho cá nhá. Các bác lên cho em là nồi kho cá. Con này thì dung tích của nó sẽ là đây. Con nồi kho cá này thì dung tích của nó sẽ là 1, đây. Nó sẽ là cũng là hàng liên doanh Việt Nhật này, hàng của thương hiệu Matika nhá. Matika liên doanh Việt Nhật. Dung tích của nó sẽ là 2,5 lít cả vỏ nhá, 2,5 lít cả vỏ. Đây. Đấy. Con này thì điện của nó sẽ là điện 220V này. Công suất của nó sẽ là 235W này, 2,5 lít cả vỏ này. Kích thước của nó là 26x26 với lại 21 nhá. 26x26x21. Đó. Hàng của thương hiệu Matika nhá, Matika. Đó, hàng nội địa của Nhật, hàng liên doanh Việt Nhật. Xin lỗi các bác, hàng liên doanh Việt Nhật, thông số chiếc đầy đủ đây. Nó sẽ là một cái nồi bằng sứ rất là dày như này. Thì khi kho cá nó sẽ giữ nhiệt rất là tốt nhá, giữ nhiệt rất là tốt luôn. Hàng dày dẫn chắc chắn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 290.000. Các bác lên cho em là nồi kho cá, giá của nó sẽ là 290k. Đấy. Nồi kho cá nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là nồi kho cá, giá của nó sẽ là 290k. Đó. Nồi kho cá này. Nồi kho cá giá sẽ là 290k. 290.000 cho con nồi kho cá như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đây, một con nồi dung tích là 2,5 lít. Đây, nó sẽ có là một số 1, số 2, số 3 này. Chế độ số 1 là tắt này. Đấy. Số 2 là chậm này, số 3 là nhanh này và số 4 là tự động nhá. Đấy, có cả tự động luôn. Nắp của nó thì bằng kính cường lực này. Đấy, và nồi của nó sẽ là thuộc cái dạng cái nồi sứ như này. Thì các bác kho cá nó rất là ngon. Đấy, các bác có thể dùng để hầm ninh các kiểu con này đều được luôn. Sản phẩm tiếp theo
Đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là một cái con máy xay sinh tố nhá. Con này thì nó cũng là hàng 3 cối luôn, hàng 3 cối, hàng cũng của thương hiệu Sato nhá. 3 cối, nó sẽ có 3 cối cho các bác này. Đấy, đầu tiên là một thân máy này. Con này sử dụng điện 220 dòng anh cái dây tí. Con này sử dụng điện 220 nhá. Đấy, sử dụng điện 220 thì các bác về các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em. Hàng của thương hiệu Sato. Đấy, nó sẽ là dòng có công tắc bật như này, có công tắc bật này rất là tiện nhá. Đấy. Ở đây thì về nhà các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em. Sau đó thì bật cái công tắc này là máy sẽ chạy này. Đấy, bật công tắc này là máy sẽ chạy thôi. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn luôn. Hàng bảo hành lỗi 1 đổi 1 trong vòng 10 ngày. Đây. Đấy, bật công tắc máy chạy này. Đấy, máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đấy, số 1 này, số 2 này. Ui giời. Tốc đít luôn các bác nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên là một cái cối xay dạng như là nó là thuộc cái dạng là cối xay khô như này, cối xay khô như này các bác nhá. Đấy, hàng rất chất lượng các bác này. Đấy các bác đặt thì các bác sập đúng lẫy cho em nhá, sập đúng lẫy cho em để tránh việc bị nhai mất cái bánh răng này nhá. Cái bánh răng này rất là quan trọng. Nếu các bác dùng mà bị nhai mất cái bánh răng này là coi như là hỏng luôn. Đấy, cho nên là khi mình sập là mình phải sập đúng lẫy cho em. Sập đúng lẫy sau đó thì mình mới sử dụng nhá. Đây. Đấy các bác. Đấy các bác thấy không? Chạy rất mạnh luôn. Đấy, chạy cực kỳ là mạnh và khỏe luôn. Đây các bác này. Đấy. Đấy, các bác thấy không? Khi các bác sử dụng thì sập đúng lẫy cho em nhá. Đây là một cái cối xay đầu tiên này. Đấy, một cối xay khô này. Tiếp theo là nó sẽ là một cái cối xay dạng sinh tố như này nhá. Đây, một cái cối xay dạng sinh tố như này. Con này thì các bác có thể dùng để mình xay hoa quả, xay nước ép, xay các kiểu nhá. Hàng thiết kế nắp lẫy cực kỳ là thông minh luôn. Đây, những cái nắp cái lẫy của nó rất là thông minh nhá. Nắp lẫy của nó rất là thông minh. Hàng của nó sẽ là nhựa ABS, nhựa dày dung tích. Con này thì nó sẽ là 1,2 lít. Các bác xoay như này cho em này. Đấy, sập lẫy vào rất là tiện này. Đấy, khi lắp vào thì các bác cũng sập đúng lẫy cho em nhá. Đúng cá cho em. Sau đó thì mình bật này. Đấy, máy chạy rất là ngon luôn nhá. Máy chạy cực kỳ là ngon luôn các bạn. Con này chạy chấm hết luôn. Dòng này thì cực kỳ ngon rồi. Tiếp theo là một con xay khô nhá. Đấy, con này thì các bác dùng để xay tiêu, xay các loại hạt hoặc là xay bột cho trẻ em. Con này rất là ok. Đấy, lưỡi của nó rất là ngon này. Xay bột, xay hạt cho trẻ em cũng rất là ok. Ở đây nó sẽ có cái cá như này, các bác chỉ cần sập vào cái cá này là xong, rất là chuẩn chỉ này. Đấy, thấy không? Đó. Sẽ có số như này. Lưu ý các bác là khi sử dụng máy xay thì mình nên nhấp nhả cho em nhá. Nên nhấp nhả thì máy sẽ bền và tốt hơn. Đó, nó sẽ có một cái phần khuyết ở đây để các bác cầm mình vặn cho nó tiện này. Thì bộ này bao gồm cho các bác là 3 cối luôn, 3 cối như này nhá. Một thân máy và 3 cối như này. Các bác lên cho em là máy xay sinh tố. Máy xay sinh tố nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 650.000. Lên cho em là máy xay sinh tố nhá. Đó. Máy xay sinh tố này, máy xay sinh tố. Giá sẽ là 650k cho một con máy xay sinh tố như này nhá. 650.000 cho một con máy xay sinh tố như này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm nữa. Đó là cái con bếp hồng ngoại nhá. Các bác lên cho em là bếp hồng ngoại. Hàng này thì cực kỳ là cao cấp cho các bác rồi. Hàng của thương hiệu Matika nhá, Matika. Hàng cũng đều là hàng liên doanh Việt Nhật hết nhá, hàng liên doanh Việt Nhật hết. Con này thì nó sẽ là sử dụng điện 220V. Đấy, đến 240V thì điện 220 mình Việt Nam mình là ok. Công suất của nó là 2000W đó. Và con này thì đun được hết các loại bếp luôn. Đấy, bên trong bên ngoài của nó là nó sẽ bọc hết các loại bọc hết các cái loại hình các cái loại nó cái này nó thuộc cái dạng như là nó là một cái lớp này nó như là một cái lớp thép không gỉ và phủ sơn tĩnh điện nhá. Rất là đẹp các bạn. Đấy, cắm điện cho em này. Đấy, sau đó thì on up ở đây này. Đấy. Và có tăng lên giảm xuống này. Đấy, và timing này các bác này. Đấy. Rất là hay luôn cho các bác nhá. Con này thì các bác có thể đun được hết các loại xoong nồi là đun được hết nhá. Bếp hồng ngoại này thì nó rất là tiện, các bác có thể sử dụng để ăn lẩu, ăn liếc hoặc là sử dụng các công việc đều ok hết nhá. Đây nó sẽ có rất là nhiều chế độ này. Đấy, có cả BBQ này, nướng này, rồi là rất nhiều chế độ luôn. Đấy, và nó sẽ có cho các bác là công suất này. Công suất của nó đây. Đấy, chế độ là 800W này, 1600W và 2000W này. Đấy, rất là ngon luôn. Hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn nhá. Đặt lên cái nóng luôn. Các bác có thể nướng trực tiếp ở trên cái mặt này cũng được. Rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu tốt luôn nhá. Lên cho em là bếp hồng ngoại nhá. Các bác lên cho em là bếp hồng ngoại. Giá của nó sẽ là 500.000 nha các bác nhá. 500.000. Đó, bao ship tận nhà cho các bác cho một con bếp hồng ngoại như này. Lên cho em là bếp hồng ngoại nhá. Bếp hồng ngoại. Con này thì đun được hết các loại nồi luôn. Bếp hồng ngoại. Giá của nó sẽ là 500k nhá. 500k và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy. Hàng cực kỳ chất lượng nha bác, hàng của thương hiệu Matika nhá, Matika. Đấy, công suất của nó đây. Đấy, 2000W nhá, 2000W. Đấy, rất là ok cho các bác luôn. Công suất của nó là 2000W. Kích thước của nó sẽ là 45
nhân với lại 33 nhá, một chiều là 45, một chiều là 33. Đấy, những cái phần quai này của nó cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn các bạn này. Đấy, phần quai này rất dày dẫn chắc chắn này. Quai của nó dạng như là kiểu quai nhôm nhá, rất chắc chắn luôn. Đế bếp các thứ này, mặt của nó bên trong này nó sẽ là một cái mặt kính cường lực nhá, mặt kính cường lực. Đấy, bật một phát là nóng luôn các bạn, bật phát là nóng luôn. Đấy, rất là nhanh nhá. Bếp Hồng Ngoại này đun cũng rất là thích và giá rất hợp lý, chỉ có 500.000 thôi. Lên xem là bếp Hồng Ngoại giá sẽ là 500k. Đó. Rồi, ok. Thân mái cực sảng khoái. Năm ơi, vì anh lối hẹn cho em hơn xưa ấy, đôi hoang mang điều điều. Vừa rồi thì các bác đã được trải nghiệm chất âm của con loa gỗ dài các bác nhé. Con này chiều dài của nó sẽ là 40cm. Đó, chiều dài của nó 40cm, chiều cao 40 và rộng 40. Con này thì nó sẽ có hai loa hai bên và một quả trầm ở giữa. Đấy, chất âm thì cực kỳ là trầm ấm, sắc nét và rất là hay luôn. Đây, vỏ của nó sẽ là vỏ gỗ như này các bác nhé. Vỏ gỗ như này, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hợp lý nhé. Con này sẽ tặng kèm các bác một cái dây sạc nhé. Con này thì ngoài ra các bác có thể cắm thẻ nhớ, cắm jack 3.5 và cắm thẻ USB. Nói chung là hàng đa di năng. Các bác có thể cắm được trên mọi các cái loại hình khác nhau các bác nhá. Đấy, có chân giá đỡ như này. Hàng siêu đẹp, siêu chất lượng cho bác luôn. Giá thì bên shop đang thùng gầm ấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn, gầm con giữa này. Đấy, giá của nó sẽ là 250k và bao ship cho con loa gỗ này nhá. Đấy, 240.000 và bao ship cho con loa gỗ như này. Các bác lên tiệm là loa gỗ dài, giá của nó sẽ là 240k và bao ship các bác nhá. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Đó, lên mã giúp tiệm là loa gỗ dài các bác nhá. Loa gỗ dài 240k và bao ship các bác nhá. Các bác lên tiệm là loa gỗ dài nhá. Đấy, loa gỗ dài, con này bên shop gửi tới các bác cái giá đó là loa gỗ dài này. Giá của nó sẽ là 240k và bao ship cho con loa gỗ dài này nhá. 240k bao ship cho các bác tận nhà luôn. Đấy, lên mã giúp tiệm là loa gỗ dài 240.000 và bao ship. Mã sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái con máy xay khô nhá. Đây, đấy con này nó xay cái bột nhỏ tăng như này các bạn. Đấy, xay bột nhỏ tăng này các bạn. Đấy, đây. Đây em đã xay thử cái bột cho các bác xem này. Đấy, nó xay nó mịn nhỏ tăng này các bạn này. Nó rất là đơn giản luôn các bác nhá. Đấy đây, thì em sẽ xay thử cho các bác xem luôn nhá. Đó. Con này thì nó sẽ sử dụng điện 220. Và đây là cái loại gạo này. Đấy, gạo trắng trong luôn nhá. Gạo này thì cực kỳ là rắn luôn. Gạo này phơi trong như này nó rất là rắn nhá. Đây các bác nhá. Đó. Đây em sẽ xay thử cho các bác xem luôn nhá. Đó. Con này thì nó rất là tiện dụng luôn. Hàng sử dụng điện 220V. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là hạt rẻ luôn. Lên mã giúp cho em là máy xay khô nhá. Đây em sẽ xay thử cho các bác xem này. Đấy, đây các bác nhá. Đó, đây. Đây các bác nhá, xay luôn cho các bác xem cho nó trực quan sinh động luôn. Đây nhá. Đấy, xay cực kỳ là mạnh luôn. Con này khi bác xay thì nên nhấp nhả thì em nhá. Đấy, nói chung là những cái đồ máy xay thì các bác nên nhấp nhả thì nó sẽ rất là tốt nhá. Đấy, chứ mình đừng ép nó liên tục. Đấy. Thì con xay thì nhấp nhả thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều nhá. Đấy. Khi xay thì mình đừng nên ép nhá. Ép nhiều quá nó sẽ không tốt nhá. Đấy. Và lưu ý cho em khi các bác nhận hàng thì các bác phải đẩy cho em cái phím này, nó sẽ vào cái phần quai này. Cái lẫy đen này nhá. Cái lẫy đen này vào cái phần quai này để nó là cái công tắc luôn nhá. Đấy, nó sẽ là công tắc ở phần quai này. Đấy. Tức là con này các bác phải đậy nắp kín thì mình mới xay được nhá. Đấy, có theo. Đấy.
kêu rất là kinh khủng luôn. Đây, đấy. Đây, em xay có một tí mà bột nó đã ra nhỏ tăng này các bạn. Đấy, đây. Bột nó ra này các bạn này. Đấy, có thấy không? Đây. Đấy, em xay nó tí mà nó sẽ ra như này rồi này. Đấy, từ hạt gạo nó ra bột này các bạn này. Đấy, từ hạt gạo ra bột như này. Nhỏ tăng luôn các bạn nhá. Đây, các bạn này. Đấy. Nó ra bột như này. Các bác dùng để nấu bột cho trẻ em này, xay tiêu, xay tỏi, xay xay tiêu, xay đồ khô này, nói chung là rất là ngon luôn. Đấy, có thấy không? Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ tốt luôn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là máy máy xay khô nhá. Con này thì bên shop đang bán cho các bác cái giá cực tốt luôn. Đấy. Máy xay khô nhá. Đó. Máy xay khô này. Máy xay khô. Con này bên shop đang bán cho các bác là 180k. Đợt này về cho bác giá chỉ còn 120k nhá. Lên theo là máy xay khô, giá chỉ còn 120.000 cho con máy xay khô này thôi nhá. Giá siêu tốt cho bác luôn, 120.000 cho con máy xay khô như này. Đấy. Hàng cực kỳ chất lượng và giá cực tốt cho bác luôn. Đó. Hàng của Nhật đây các bác này. Đây toàn bộ chữ Nhật này. Đấy, con này thì nó sẽ sử dụng điện 220V nhá. Sử dụng điện 220V. Dùng cực kỳ là ngon luôn. Đây, đấy. Bột nó ra nhỏ tăng như này các bác này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là máy xay khô nhá, 120.000 cho con máy xay khô như này. Rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô cái con máy rửa xe chạy pin các bác này. Đó. Hàng thì sẽ là nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Và bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên cho em là máy rửa xe pin nhá. Ném anh cái bút đây. Đấy. Dây thì nó sẽ dài khoảng từ 3 đến 5 mét nhá. Dây dài khoảng từ 3 đến 5 mét. Lên cho em là máy rửa xe pin. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 350.000 và bao ship nhá. 350k và bao ship, giá siêu tốt cho bác luôn. Máy rửa xe pin nhá, lên trên là máy rửa xe này. Đó. Máy rửa xe và nó chạy bằng pin nhá. Lên trên là máy rửa xe pin. 350.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán qua nhá. Đấy. Dây dài từ khoảng từ 3 đến 5 mét các bạn. Đó, dây của nó thì nó sẽ là dài khoảng từ 3 đến 5 mét các bạn nhá. Đây, dây của nó như dây bơm của nó như này. Ở đây thì khi các bác nhận hàng thì nó sẽ có đầy đủ phụ kiện luôn. Đấy. Bao gồm là nó sẽ bao gồm cho các bác là thứ nhất là một thân máy này, một thân máy này, đó. Thứ nhất nó sẽ có cho các bác là một thân máy này. Kèm theo cho các bác là một cái quả pin như này. Pin của nó thì nó sẽ là pin li-ông các nhá, pin li-ông như này. Đó, một quả pin như này các bác này. Đó. Máy thì đã test nước ngon lành rồi. Thứ hai là khi các bác lắp thì đây lắp cái đầu này vào đây cho em này. Đó, lắp cái đầu này vào đây cho em. Đấy, các cái đầu vòi này đều bằng đồng hết nhá. Đầu vòi đầu kết nối bằng đồng hết. Đó. Đây, lắp đầu vòi, như vậy là đã xong phần đầu vòi nhá. Đấy. Và bắt đầu các bác bắt đầu lắp cái phần ngoài cho em nhé. Phần ngoài thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một phần dây như này. Một phần dây như này. Thì khi các bác lắp thì đây nó sẽ có cái đầu này. Các bác xoáy cái đầu ngoài cam này ra này. Xoáy cái đầu cam này ra cho em. Sau đó thì mình sẽ lắp ở đây cho em. Đó. Và cái này mình đẩy lên nhá. Đẩy lên như này. Mình đẩy lên như này này. Sau đó thì mình sẽ xoáy vào này. Đó. Xoáy vào này cho em. Đó. Ok. Sau đó thì các bác sập ở đây nhá. Sập ở đây cho em này. Đó. Phương. Rồi. Cái này nó sẽ có một cái lọ bọt tuyết nhá. Có một cái lọ bọt tuyết như này. Đấy. Ừ, lấy nhiều nhiều tí. Một cái lọ bọt tuyết như này các bác cho nước rửa bát hoặc xà bông vào đây tùy theo các bác nhá. Đó. Và nó sẽ có cho các bác là một cái đốc sạc kèm như này để các bác cắm sạc nhá. Cắm sạc thì đây, các bác sẽ cắm để vào trong này nhá. Đấy, sẽ có cho các bác là cắm ở đây cho em này. Đấy, cắm sạc vào đây nhá. Đó, cắm sạc vào đây. Đấy bác nhá. Đó. Thì và nó sẽ có thêm cho các bác là một cái giỏ dưới này. Cái giỏ dưới này thì các bác chỉ cần lắp vào đây là xong thôi. Đấy, chỉ cần đẩy lên này thôi, cái giỏ này thì nó quá đơn giản rồi. Đấy, cái giỏ này thì nhiều lúc nó nổi thì khi các bác sử dụng thì các bác để ý cho em nhé. Đấy, như này là đã kết nối xong rồi. Và nó sẽ có cho các bác là hai đầu vòi. Một đầu vòi tưới cây và một đầu vòi rửa xe. Đấy, màu trắng là tưới cây, màu đỏ là để vòi thẳng rửa xe. Các bác chỉ cần sập lẫy này cho em là xong rồi. Đó, nó sẽ có cái lẫy này, các bác chỉ cần đẩy xuống sập như này xong. Đó, đây. Đấy, nó sẽ có cái lẫy bi này, các bác đẩy xuống như này. Đẩy xuống như này. Mình đẩy này xong mình thả lẫy ra là nó sẽ sập vào các bác nhá. Đó. Sập lấy thôi, đó, nó sẽ như này. Đấy nhá, rất là ngon luôn, đó. Thì đây em sẽ test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Đó, nó sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn. Test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đây thì các bác thả vào trong cái xô nước nhá. Đấy, thả vào cái xô nước này. Đấy. Lưu ý là nếu mà nó chưa chìm thì các bác nhấn cho nó chìm xuống để cho nước nó vào nhá. Sau đó thì các bác bóp liên tục cho em này. Đó, bóp cho nó bóp vào giờ nó lên nước thì thôi nhé. Đấy, bóp cho nó lên nước này. Đấy. Các bác phải bóp một lúc nó mới lên nước. Đấy, rồi, ok. Đó, sau đó thì nó sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn. Đây các bác nhá, nó xịt rất là khỏe luôn các bác này. Đấy, các bác để cho xịt rửa này. Đấy, rửa này. Đấy, bay hết luôn nhá. Đấy, bay hết bẩn luôn. Các bác có thể thì xịt rửa xe này. Đấy, rửa xe máy các bác nhá, đây xe máy đây. Đấy, xịt rửa xe máy các bác này. Đấy.
xịt rửa xe máy rất là ok luôn, qua theo. Đấy. Đấy, đây em xịt rửa xe máy này. Đó, xịt rửa xe máy nhá, rất là ok luôn. Hoặc là các bác có thể rửa sân này. Rửa sân thì biết cũng rất là sạch luôn này. Đó. Xịt rửa sân qua này. Đấy. Rửa xe máy, rửa sân này. Đấy thì các bác về các bác thải hết cái đầu ống ra cho em nhé, cho nó khỏi gấp nhé, cho nó khỏe này. Đấy. Xịt rửa xe qua này. Xịt rửa xe khá là ok luôn, qua theo. Xịt rửa xe này. Rửa xe. Đấy, rất là mạnh nhá. Áp lực nước cũng khá là tốt luôn ạ. Đấy, bác nghe tiếng nó kêu chưa? Áp lực nước rất là tốt đấy các bạn. Đó. Ngoài ra thì các bác có thể thay cho em cái đầu vòi này vào này. Thay cho em cái đầu vòi trắng này vào để mình tưới cây này. Đây. Nó sẽ có cái đầu trắng này để mình tưới cây này. Đấy, tưới cây. Đây. Con này thì đầu trắng này để qua tưới cây này. Đấy, nó sẽ ra cái dạng xương mảnh như này các bạn. Xương mảnh như này, dùng để tưới cây rất là phê luôn các bạn. Đó. Các bác có thể cầm cái máy này ném xuống ao là xong, ném cái đầu dây nó xuống ao. Là mình tưới cây rất là tiện. Không cần phải lấy vòi, lấy viếc, lấy xô thùng gì cả, rất phức tạp nhá. Đấy, con này dùng để tưới cây khá là ok luôn nhá. Đó, xịt tưới cây rất là ok luôn. Đấy, đây con theo. Xịt tưới cây nhá, rất là rộng luôn. Khá là ok thôi nhá. Đó, đây con này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác, giá rất là hợp lý nhá. Đó. Ngoài ra thì nó sẽ có tính năng xịt bọt tuyết nhá. Xịt bọt tuyết thì các bác thay cái đầu này vào cho em này. Thay cái đầu cái lọ này vào này. Đấy, thay cái đầu cái lọ này vào. Để mình xịt bọt tuyết nhá. Đấy, thay đầu cái lọ này vào. Đây, xịt bọt tuyết này. Đấy. Nó sẽ ra dạng bọt tuyết như này các bác này. Đó, bọt tuyết đây. Đấy các bác thấy không? Bọt tuyết để mình xịt mình đấy rất là ok các bác này. Đó, đây. Bọt tuyết này các bác này. Đó. Xịt bọt tuyết nó sẽ ra như này. Đấy, thì các bác có thể rửa xe máy rất là ok luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt nhá. Đấy. Rồi, các bác lên mã giúp cho em là máy rửa xe nhá. Máy rửa xe chạy pin rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 350.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Rồi ok. Theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái miếng dán ngải cứu các bác nhá. Các bác lên xem là miếng dán ngải cứu. Con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi. Đấy. Một hộp này của nó sẽ bao gồm là 12 miếng nhá. Đấy, một hộp này sẽ bao gồm là 12 miếng trong một cái bịch như này. Đấy, 12 miếng. Đây. Và cái này của nó thì nó sẽ là độ nóng rất là cao luôn. Và các bác bóc ra. Đấy. Các bác nóng rất là cao luôn. Các bác bóc ra sau đó thì các bác dán lên các cái khu vực, ví dụ như là cổ vai gáy các bác nhá. Đây. Cái này thì nó chuyên trị đau mỏi cổ vai gáy, đau dây thắt lưng. Đấy các bác nhá. Đấy. Nó là được chiết xuất từ ngải cứu và một số các loại thảo dược khác. Hàng thì sẽ là hàng cực kỳ chất lượng, bảo hành cho bác luôn, độ nóng cực kỳ cao luôn, hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, lên cho em là miếng dán ngải cứu nhá. Đó. Miếng dán ngải cứu em bán có khách lấy cả 20 hộp luôn. Đó. Miếng dán ngải cứu này. Chuyên trị cho các bác bị đau nhức xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau dây thắt lưng, đau dây thần kinh. Đấy. Giá sẽ là 30k trên một hộp 12 miếng nhá. Đấy. 30k trên một hộp 12 miếng. 30k các bác nhá. 30k một hộp như này. Đấy. Về nhà các bác đau đâu thì các bác bóc ra dán vào đấy cho em. Đó, độ nóng của nó rất là cao. Các bác có thể chuyển khi mà cảm thấy nó nóng quá nhá. Đấy, nóng quá các bác có thể chuyển chỗ khác được. Độ dính của nó rất là tốt luôn. Đó. Đau dây thắt lưng, đau mỏi vai gáy, đặc biệt cái này nó trị đau mỏi vai gáy rất là tốt luôn nhá. Đau mỏi vai gáy các bác về các bác bóc và dán vào cho em. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái con massage 16 bi nhá. Massage 16 bi, mỗi bên nó sẽ có 8 viên bi. Tổng của nó sẽ là 16 viên bi như này. Đó. 16 viên bi và đây nó sẽ có nút nguồn này. Đấy. Cái này thì nó sẽ có cả tia hồng ngoại luôn. Con này thì nó sẽ dùng đa di năng. Các bác dùng để massage cổ, vai, gáy, lưng. Lưng thì các bác có thể ngồi, mình để thẳng cái này mình dựa lưng vào được. Chứ còn nằm lên thì em sợ nó sẽ bị yếu. Đấy, nằm lên thì cái sức nặng của người thì nó sẽ không chạy nổi. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 1, 2, 3, 4, 5 5 chế độ nhá. Đấy, mỗi chế độ thì nó sẽ chạy một kiểu khác nhau các bác. Đó, đây. Mỗi chế độ nó sẽ chạy một kiểu khác nhau các bác nhá. Đó. Đấy, thì tùy theo cái chế độ để nó sẽ chạy, nó sẽ đảo bi để nó massage cho cơ thể các bác nhá. Đó. Và khá là tiện dụng luôn. Công tác công tiếc thì rất là ngon. Đấy các bác nhá. Đó. Của nó thì nó sẽ là bằng một cái lớp vải bóng như này khi mình dùng. Đấy, và cái này thì nó sẽ là một cái dạng là gel, dạng là vải cước mềm nhá. Đấy, khi các bác dùng massage nó khá là tốt luôn. Mỗi bên của nó sẽ có tới cho các bác là 8 viên bi, tổng là 16 viên bi. Đấy, lên cho em là massage 16 bi nhá. Đó. Massage 16 bi. Giá thì sẽ là 290k và bao ship cho cái massage 16 bi như này nhá. 290k và bao ship cho cái massage 16 bi như này. Các bác lên cho em là massage 16 bi. Rồi ok.
Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô đó là cái bóng đèn 5 cánh các bác nhá. Đấy, bóng đèn 5 cánh. Con này thì hàng bên shop bán khá là nhiều rồi. Công suất của nó thì nó sẽ là 100W cho con bóng đèn 5 cánh như này. Đấy, đèn gấp 5 cánh như này. Đấy. Dòng này của nó thì nó cũng khá là sáng các bác nhá, khá là sáng. Đấy. Các bác lên cho em là đèn 5 cánh nhá, khá sáng luôn. Đây. Đấy, đèn 5 cánh, khá sáng luôn các bác. Công suất của nó sẽ là 100W thôi nhá. Đấy, 100W đây. Nó sẽ có 5 cánh như này. Đấy, đây. Công suất 100W này. Đấy. Công suất 100W. Con này thì nó sẽ là điện 100 đến 240V. Cho nên các bác sử dụng điện 220 thoải mái, tại vì các cái dòng LED như này thì nó không hạn chế về các cái công suất. Đây các bác nhá. Khá là sáng luôn các bác. Đấy. Rất sáng các bác. Đấy. Lên cho em là đèn 5 cánh nhá. Giá thì chỉ có 120.000 cho con đèn 5 cánh này thôi. Đó. Giá bên shop đang gửi tới các bác giá siêu hạt rẻ luôn. Đó. Siêu hạt rẻ cho các bác luôn nhá. Đấy. Một con đèn 5 cánh chất lượng như này. Đấy. Đèn 5 cánh chất lượng như này các bác nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000. Các bác có thể gấp gọn vào được luôn nhá. Gấp gọn vào được luôn, rất là tiện. Đó. Gấp gọn là mở ra nó rất là tiện. Đuôi của nó thì nó sẽ là đuôi phổ thông. Đuôi xoáy E27 rất là phổ thông luôn. Đó. Lên cho em là đèn 5 cánh nhá. Đó, đèn 5 cánh. Đèn 5 cánh này, giá của nó sẽ là 120k cho con đèn 5 cánh này. Đấy, giá khá là tốt để phục vụ các bác nhé. Đó, giá khá là tốt luôn. Đó, lên cho em là đèn 5 cánh, giá sẽ là 120k các bác nhé. Đó, rồi, ok. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thắt lưng cá sấu vàng các bác nhé. Cá sấu vàng, đây. Một bộ này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là một thắt lưng như này. Đó, một thắt lưng như này. Đấy. Mặt hình cá sấu rất là đẹp luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý nhá. Đấy. Cá sấu đựng trong hộp vàng như này cho nên là bên em gọi nó sẽ là cá sấu vàng. Rất là đẹp luôn. Đó, rất đẹp luôn. Đấy. Giá thì chỉ có 140.000 cho một cái thắt lưng cá sấu vàng như này thôi. Đó. 140k có nhá. Đấy. Lên mã cho em là cá sấu vàng có đây. Rất là đẹp luôn. Đấy. Mặt dây này. Đấy. Màu sắc rất đẹp luôn có nhá. Đó. Khóa thì cực kỳ là ngon và dây cũng cực kỳ là ngon luôn. Đấy. Thắt lưng cá sấu vàng, khóa lên cho là thắt lưng cá sấu vàng nhá. Khóa kiếp của nó khá là ngon luôn các bác này. Đó, khóa rất là ngon luôn. Và con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn nhá. Đấy. Siêu hạt rẻ cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là cá sấu vàng các bác nhá. Đấy. Lên mã cho em là thắt lưng cá sấu vàng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 140.000 cho con thắt lưng cá sấu vàng như này. Rất đẹp các nhá. Hàng đựng trong hộp rất đẹp luôn, các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà. Đấy, lên cho em là cá sấu vàng nhá. Đấy. Cá sấu vàng đó. Cá sấu vàng này, giá của nó sẽ là 140k cho cái thắt lưng cá sấu vàng như này đó. Sản phẩm tiếp theo đó là cái thắt lưng dù Mỹ nhá. Đấy, các bác lên cho em là thắt lưng dù, nó sẽ dùng bằng dây dù như này. Hàng này thì nó sẽ là hàng của thương hiệu dép của Mỹ. Đấy, lên cho em là thắt lưng dù Mỹ, hàng thương hiệu dép đây đó. Con này thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là hạt rẻ luôn đó. Giá chỉ có vài chục nghìn thôi. Đây, dài của nó thì 1m1 nhá. Con này cơ chế của nó hoạt động thì cực kỳ đơn giản, các bác chỉ cần đẩy vào như này, sập cái lẫy này vào là xong. Đó, hàng thương hiệu dép này. Đó, hàng thương hiệu dép rất chất lượng cho bác luôn, chữ nổi luôn. Hàng này thì của nó sẽ là hàng của một cái công ty chuyên sản xuất đồ cho quân đội Mỹ nhá. Đây, đấy, quân đội Mỹ này, từ năm 1961 rồi các bạn. Công ty này của nó thì khá là lâu đời rồi nhá. Đấy, dép 1961 này, đấy, AFS các bạn này. Đó, khá là lâu đời nhá. Đấy. Và dòng này thì bên shop đang gửi tới các bác một con thắt lưng như này. Giá của nó chỉ có 80k thôi. Các bác lên cho em là thắt lưng dù nhá. Đấy. Thắt lưng dù. Đấy, nó làm bằng dây dù như này mà, bền vĩnh cửu luôn. Các bác dùng chán thì các bác vứt đi thôi, chứ chả bao giờ hỏng được cả. Kể cả những cái chốt trước của nó cũng đều là dạng chốt khá là cơ động, dùng cho quân đội cho nên là nó khá là cơ động luôn. Dây của nó thì dai. Đấy, nói chung là dùng chả bao giờ hỏng cả. Chán thì vứt đi, cũ quá thì vứt đi mua khác thôi. Mà giá thì nó gọi là quá bèo bọt rồi các bạn. Đó, 80k. Lên cho em là thắt lưng dù nhá. Đó, thắt lưng dù. Giá của nó sẽ là 80k trên một chiếc như này. 80k trên một chiếc như này các bạn nhá. Đấy, lên cho em là thắt lưng dù. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái súng thư giãn các bạn nhá. Súng thư giãn. Đấy. Con này thì bên shop đang bán là 200. Đấy, đợt này về cho bác giá là 180.000. Đấy, nhưng mà riêng trên video ngày hôm nay thì về cho các bác cái giá còn tốt hơn nữa. Đấy, giá của nó sẽ là 170k nhá. 170k cho con súng thư giãn như này. Lên cho em là súng thư giãn nhá.
súng thư giãn, giá của nó sẽ là 170k thôi, 170k cho con súng thư giãn như này, giá khá là tốt cho các bác sử dụng luôn. Giá này là giá tri ân các bác nhá. Đó, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đầu súng như này, một cái đầu súng như này, kèm thêm cho các bác là bốn đầu massage khác nhau, bốn đầu massage khác nhau. Con này chạy thì cực kỳ là khỏe luôn nhá, chạy cực kỳ khỏe luôn. Đó, đây các bác, khi các bác bật thì giữ lì cho em, tắt bật là giữ lì nhá, và tăng giảm số thì mình cứ nhấn đều này sẽ tăng giảm số này, nó sẽ có 6 cấp độ này. Đấy các bác thấy không, nó chạy khá là khỏe luôn mới nhá, nó chạy khá là khỏe luôn. Đấy, đây đấm vào các cái bắp cơ các bác này, rung cơ lên luôn các bác nhá, rung các bắp thịt lên luôn. Đó, các bác thấy không? Đó, nói chung là con này giá 170.000 mua quá được các bạn. Các bác mua để cho biếu tặng làm quà hoặc là sử dụng trong gia đình nhà mình, bà đấm cho ông đấm cho bà, ông bà đấm nhau các bác nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó, 170.000 cho một con súng thư giãn như này. Lên mã cho em là súng thư giãn nhá. Đấy, con này trước em còn đang bán là 250.000 cơ, nhưng mà đợt này hàng nó về giá số lượng và về rất giá rất tốt cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ mũi khoan tháp các nhá. Đấy, các bác lên cho em là bộ mũi khoan tháp này. Bộ này của nó thì sẽ là 180.000 cho một hộp như này, bao gồm cho các bác là tới 5 mũi tất cả các nhá. Đấy, các bác lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp. Đấy, hàng thì của thương hiệu Unica của Nhật nhá. Đấy, 5 mũi to nhỏ lớn bé khác nhau, đầy đủ các kích thước các bác để các bác lựa chọn nhá. Đây, hàng thương hiệu Unica Japan con này, Unica Japan, hàng nội địa của Nhật. Con này thì các bác khoan sắt, khoan thép, khoan inox, khoan trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt đều ok hết nhá. Đấy, khoan sắt, khoan gỗ, khoan thép, khoan inox, khoan nhôm kính đều được hết nhá. Đó, giá thì chỉ có 180.000 cho bộ 2-4-5 mũi như này. Lên cho em là bộ 5 mũi khoan tháp nhá, hàng thương hiệu Unica Japan con này. Đấy, hàng nội địa của Nhật, giá thì sẽ là 180k. Lên cho em là bộ 5 mũi khoan tháp, bộ 5 mũi khoan tháp các bác nhá. Đấy, rất là tiện dụng luôn. Các bác dùng thì bác nào làm thợ làm nghề biết rồi, bắt buộc phải có cái này dùng nó mới tiện dụng và đa di năng được nhá. Lên cho em là bộ 5 mũi khoan tháp các bạn. Đó, giá sẽ là 180k cho bộ 5 mũi khoan tháp như này, 180.000 các bác nhá. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái đũa inox các nhá. Đấy, lên cho em là đũa inox này. Đấy, đũa inox như này, bao gồm cho các bác một hộp này sẽ là 5 đôi nhá. Đấy, một hộp này sẽ là 5 đôi 2, 4, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 5 đôi đũa như này. Hàng đũa inox 304, hàng cực kỳ dày dẫn, không lo bị trơn trượt nhá. Đây, Su 304 các bác này. Đấy, Su 304, hàng của thương hiệu Winling của Đức nhá. Hàng này thì của nó sẽ là hàng Đức xuất Nhật nhá. Hàng Đức xuất Nhật. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 55k. 55k cho một hộp đũa 5 đôi như này, 55.000 nhá. Giá quá rẻ luôn các bác. Đó, 55.000. Cho hộp đũa 5 đôi nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái đèn sông tinh dầu đuổi muỗi nhá. Các bác lên cho em là đèn sông tinh dầu đuổi muỗi. Đó, đèn sông này. Đấy, tinh dầu này. Đuổi muỗi. Đấy, cái này thì nó đuổi muỗi đi hết luôn, đuổi muỗi hoặc là muỗi có con thì nó sẽ bị dị ứng và nó chết các bác nhá, hoặc là đuổi nó đi. Đấy, đèn sông tinh dầu đuổi muỗi. Nó sẽ có cho các bác là hai lọ tinh dầu như này, kèm theo các bác là hai lọ tinh dầu. Hàng này thì cực kỳ an toàn cho bà mẹ và trẻ em luôn. Đó, hàng này của nó xuất đi cả Ả Rập các kiểu đấy các bác này. Đấy, chữ Ả Rập đây. Đó, an toàn cho bà mẹ và trẻ em nhá, chuyên để đuổi muỗi nhá. Đấy, thì về nhà các bác xoáy cái lọ tinh dầu vào đây cho em, xoáy cái nắp của lọ tinh dầu ra. Đó, sau đó thì mình xoáy vào đây, các bác xoáy cho em cái nắp trắng này ra, bỏ cái nắp trắng này đi. Đó, các bác bỏ cái nắp trắng này đi, xoáy trực tiếp vào cái đèn sông tinh dầu này, sau đó thì các bác bật lên cho em. Đó, các bác cứ bật lên cho em. Đó, bật công tắc lên là nó sẽ tự hút tinh dầu nó đẩy ra nhá, và con muỗi nó sẽ dị ứng, nó sẽ bay đi thôi. Đấy, hoặc là nó sẽ có con thì nó sẽ bị chết các bác nhá. Đấy, nhưng chủ yếu là muỗi nó sẽ dị ứng với cái mùi tinh dầu này mà nó sẽ bay đi. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 các bác nhá, không thể tin nổi luôn, một đèn và hai tinh dầu như này mà giá chỉ có 80k thôi. Đó, bên shop thanh lý được cái giá nó khá là tốt cho bác luôn. Đèn sông tinh dầu đổi muỗi, giá của nó sẽ là 80k nhá. Đấy, 80k cho một cái bộ đèn sông tinh dầu đổi muỗi như này. Đó, giá rất hợp lý cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái bộ V46 nhá. Đấy, con này thì các bác lên cho em là V46. Đấy, một cái bộ này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là đâu đó vào khoảng là trên 40 chi tiết coi nhá, trên 40 chi tiết cho một cái bộ như này. Đó, trên 40 chi tiết và
khá là đẹp luôn các bác nhá, khá là đẹp luôn. Đấy. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 12 đầu vít này, 12 đầu vít khác nhau, cộng với lại một tay công, một tay xoáy vít nhá. Tay này gọi là tay xoáy vít các bác này. Đấy, tay xoáy vít đây. Đấy, tay xoáy vít các bác có thể lắp mũi vít vào đây để mình xoáy này. Đấy, để mình xoáy tô vít này các bác này. Đấy. Hoặc là các bác có thể lắp cái đầu đầu lục giác vào đây, lắp cả đầu lục giác vào đây cũng ok để mình xoáy cái đầu lục giác này, rất là ngon luôn nhá. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là cái tay xoáy nhanh này. Tay xoáy nhanh như này, các bác chỉ cần sập này là xong. Đó. Sập này để mình xoáy này. Khá là ok luôn nhá. Đấy, sập này là xong. Đó, xoáy nhanh đảo chiều luôn nhá. Con này cả xoáy nhanh cả đảo chiều được luôn, rất là ngon. Đấy. Nó sẽ có cả cho các bác là tay nối dài như này. Kèm thêm cho các bác là cái tay, nó gọi là cái tay này nó sẽ là cái tay ngoằn nghèo này để các bác đưa vào vị trí khó này. Đấy. Một cái bộ vít như này mà giá là bao nhiêu các bác? Đây, chọn bộ sản phẩm như này, 12 đầu vít cho một bên là 24 đầu vít, 2 4 6 8 10. Tức là 20 đầu vít này, 2 4 6 8 10 11, 22 cái đầu vít như này cộng với lại đầu khẩu từ 4 đến 14 này. Đấy, các tay công rồi tay nối dài như này. Chọn bộ sản phẩm như này. Các bác lên cho em là V46 nhá, V46. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 thôi. 130.000 cho bộ V46 như này. Giá siêu hạt rẻ luôn. Lên cho em là V46 này, giá sẽ là 130k nhá. Không thể tin nổi luôn. 130.000 cho một cái bộ vít 46 chi tiết như này. Lên cho em là V46, giá sẽ là 130k. Đó, sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khay hấp bánh bao nhá. Khay hấp bánh bao này. Con này thì cũng khá là đa dụng luôn. Các bác có thể dùng để hấp bánh bao này, hấp đồ ăn này, hoặc là các bác dùng để đựng hoa quả cũng được. Đây. Đấy, đựng hoa quả rất là ok nhá. Đây nó dùng để đựng hoa quả này. Đó. Bên này thì nó dùng để hấp bánh bao này. Đó. Lên cho em là khay hấp bánh bao, giá sẽ là 50k. Đó. Khay hấp bánh bao. Khay hấp này. Bánh bao. Bánh bao nhá, giá của nó sẽ là 50k cho cái khay hấp bánh bao như này, 50.000 thôi các bác nhá. Giá siêu tốt cho bác luôn, 50.000 cái khay hấp bánh bao như này. Giá rất là tốt cho bác luôn nhá. Đó. Giá rất tốt cho bác luôn. Đó. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop phẩm huấn nhá. Hôm nay thì bên shop về một lô cái đồ thiết bị vệ sinh cao cấp hàng nội địa của Nhật, thì em sẽ lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp nha. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái con sen cây nhá. Con này thì nguyên cái củ này của nó thì nó nặng khoảng là đi 2,5 cân các bác nhá, khoảng 2,5 cân đến 2,6 cân. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp như này các bác này. Đây. Đấy, Osaka Japan các bác này, Osaka Japan, hàng nội địa của Nhật, chính hãng luôn, khắc trực tiếp trên thân như này các bác này. Đó. Hàng thương hiệu Osaka Japan nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 1.350.000. 1.350.000 cho một con sen cây như này nhá. Các bác lên cho em là sen cây thì nó sẽ bao gồm là một con củ to như này các bác này, một con củ to. Thì về nhà các bác kết nối cái phần củ vào đây cho em này. Đấy. Nói chung là cái này về nhà các bác không biết lắp thì các bác cứ gọi thợ điện nước nó đến nó lắp cho nó tiện nhá. Đấy, đây. Kết nối cái củ này vào đây này. Đấy, là xong này. Đó, sau đó thì các bác sẽ kết nối cho em cái phần vòi sen này. Vòi sen tay này, nó sẽ có hai cái sen nhá, một cái sen tay này, một cái sen tay như này nhá, một cái sen tay như này. Kèm thêm cho các bác là một cái sen to đây. Một cái sen to này các nhá, sen to này thì nó sẽ là có 64 cái 88 nó có 64 cái tia nước ra như này để các bác tắm và massage này. Ở đây thì nó sẽ có cái lẫy cài như này các nhá, có cái lẫy cài như này. Và các bác có thể thả lên thả xuống này. Và cái đầu sen này thì các bác cũng có thể nâng lên tụt xuống được, cái cây này nó khá là cao. Đấy, cho nên là nâng cao lên được 1m8, 2m tắm rửa thoải mái luôn. Giá thì sẽ là 1.350.000 cho một con sen cây như này nhá. Các bác lên cho em là sen cây nhá, giá sẽ là 1.350.000. Đấy, sen cây này. 1.350k. Yêu cầu các bác là phải cọc trước 200 nhá. Đó. Cái này là hàng nó rất là cồng kềnh và dễ vỡ. Cho nên là yêu cầu các bác là cọc trước 200. Cọc trước 200 nhá. Đó, cọc trước là 200k. Đấy, cọc trước 200k thì bên em sẽ đi hàng. Còn ưu tiên cho bác nào chuyển khoản hết thì bên em tính cho các bác là 1.300.000. 1.300k. Các bác cứ chuyển khoản hết cho em 1.300.000 là các bác nhận hàng là xong. Tiền ship con này nó mất khoảng 200.000 rồi, cho nên là yêu cầu các bác là cọc đủ cái tiền ship thôi để tránh cái việc hàng gửi đi gửi về là bên em mất cái tiền ship oan. Đấy, mà đóng hàng đi hàng về là hỏng hết luôn, mất công đóng nhá. Các số hotline của bên em đây, các bác có thể liên hệ này. Đấy, đó là cái mã sen cây nhá.
hàng bằng inox 304 siêu đẹp cho các bác luôn. Đó, hàng này thì không bắt nam châm các bác nhá. Đấy, không bắt nam châm. Bắt nam châm là chỉ có cái đầu ấy này thôi. Đầu cái bát sen này nó rất là mỏng, cho nên là nó phải tán thêm cả thép vào trên nó với bát nam châm. Còn lại là tất cả những cái cây củ này các bác thử test thoải mái luôn, không bắt nam châm các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác các cái mẫu vòi này. Đấy. Thì đầu tiên em sẽ lên cho bác cái mẫu vòi của thằng con này, thì bên em lên cho các bác đó là, các bác lên cho em là củ nóng lạnh nhá. Củ nóng lạnh thì con củ nóng lạnh này thì để các bác lắp vào cái đường chia của cái sen cây đấy. Nhưng mà mình không lắp sen cây thì mình có thể lắp trực tiếp cái củ nóng lạnh này vào, và nó có một cái đường nước như này để các bác lắp cái đầu vòi hoa sen vào đây là xong. Đấy, vòi sen tắm ở đây, lắp vòi sen tắm ở đây. Thì con này các bác lên cho em là củ nóng lạnh nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 450k. Đấy, lên cho em là củ nóng lạnh này. Củ nóng lạnh giá của nó sẽ là 450k nhá. 450.000 và bao ship cho củ nóng lạnh như này. Con này thì hàng của nó cũng khá là nặng luôn. Con này của nó là nguyên cân nặng của nó là 1 cân 1 các bác nhá. 1 cân 1 này. Các cái phần kết nối của nó đều bằng đồng hết. Đều bằng đồng hết nhá. Hàng Osaka Japan này. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, thương hiệu Osaka Japan nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 450.000 các bác nhá. Lên cho em là củ nóng lạnh này. Giá của nó sẽ là 450k. Đấy. 450.000 cho một con củ nóng lạnh này các bác nhá. Rất tuyệt vời luôn. Giá bên em bán là 450.000 bao ship tận nhà. Còn bây giờ các bác ra cửa hàng mà mua một con củ nóng lạnh mà xịn sò như này, giá không dưới 800 đến 1 triệu nhé. Không dưới 800 đến 1 triệu đâu. Lên mã cho em là củ nóng lạnh nhé. Tiếp theo thì em lên cho bác cái vòi. Các bác lên cho em là vòi lavabo nhé. Đấy, lên cho em là vòi lavabo. Thì con này chuyên lắp vào chậu rửa mặt các bác nhé. Đấy, chuyên lắp vào chậu rửa mặt. Đấy, hoặc là chậu rửa bát. Thì nếu mà các bác nào mà thiết kế theo cái kiểu vòi này thì cũng vẫn lắp được. Thì em lên tên nó là vòi lavabo. Vòi lavabo. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 430.000. Con này thì cân nặng của nó cũng là hơn 1 cân một chút nhá. Đấy. Thì con này của nó cũng chia ra làm hai đường nước đây. Một đường nóng, một đường lạnh nhá. Đây, hai đường nước này, kết nối đều bằng đồng hết này. Đây, các bác thấy không? Đấy, các cái phần chân kết nối của nó là bằng đồng đỏ ao hết luôn. Lên cho em là vòi lavabo nhá. Vòi lavabo giá của nó sẽ là 430k nhá. 430k cho cái vòi lavabo như này. Con này thì cũng gần 1 cân 1, rất là chắc chắn luôn. Con này thì nó sẽ không có phụ kiện nhá, nó chỉ có như này thôi, không có phụ kiện. Đấy, vòi lavabo không có phụ kiện nhá. Không có phụ kiện. Đấy, các bác xem kỹ video cho em. Vòi lavabo và không có phụ kiện nhá, không có phụ kiện. Giá sẽ là 430.000 cho một con vòi lavabo như này. Đấy, các bác lên cho em là vòi lavabo rất đẹp luôn, kết nối của nó đều bằng đồng hết nhá. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, vòi lavabo. Sản phẩm tiếp theo đó là em lên cho các bác cái vòi tay đen nhá. Đấy, các bác lên cho em là vòi tay đen. Con này thì phụ kiện đầy đủ cho các bác luôn. Một cặp dây cấp nước nóng lạnh này. Đấy, một cặp dây cấp nước nóng lạnh như này. Và một con vòi cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 330.000 thôi. Đầu nước này thì sẽ chia ra làm là đầu một vòi và đầu hoa sen. Đầu một vòi, đầu hoa sen này. Các bác có thể ngoắt nghéo đảo chiều. Đấy, và có cả nóng lạnh cho bác luôn nhá. Có hai đường nước nóng lạnh nhá. Kết nối rất là ngon luôn. Và cái phần củ kết nối này của nó đều bằng đồng hết các bác này. Con này thì nếu mà các bác ra ngoài cửa hàng mua thì nó cũng không dưới 800 đến 1 triệu nhá. Đấy, không dưới 800 đến 1 triệu đâu. Đây, các cái phần kết nối của nó bằng đồng hết này. Đấy, khoảng 800 đến 1 triệu. Rẻ nhất thì nó cũng phải bán cho các bác là 700.000 cho một con vòi như này. Nhưng mà riêng hôm nay thì bên shop và muốn về cho bác giá chỉ có 330.000 thôi. Các bác lên mã giúp cho em là vòi tay đen nhá. Đấy, vòi tay đen. Con này thì chuyên dùng cho chậu rửa nhá. Vòi tay đen chậu rửa này. À, vòi tay đen chậu rửa bát nhá. Đấy, chậu rửa bát. Các bác lên đúng tên cho em, không lắm bác lại đặt không đúng tên thì nó mất công. Giá sẽ là 330k. Vòi tay đen chậu rửa bát nhá. Con này chỉ lắp cho chậu rửa bát được thôi. Đấy, không nhiều các bác lại đặt vòi xong là không biết là về lắp vào đâu nữa, xong là đặt lộn xộn, đặt linh tinh hết cả lên. Đấy, thì các bác lưu ý cho em là vòi tay đen chậu rửa bát nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 330.000. Vòi tay đen chậu rửa bát combo cho các bác đầy đủ phụ kiện chiếc đàng hoàng luôn. Đấy.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái các bác lên cho em là vòi chậu rửa cứng nhá, vòi chậu rửa bát cứng. Cái này thì nó cứng như này, còn con kia thì nó lắt léo được. Con kia thì nó có lò xo, cho nên là các bác có thể ngót nghéo để đảo vị trí được như này. Thì con này là vòi tay đen chậu rửa bát này. Đấy. Còn con này thì các bác lên cho em là vòi chậu rửa cứng nhá, vòi chậu rửa bát cứng. Đấy. Thì nó hai con đều lắp vào chậu rửa bát cả. Lên cho em là vòi chậu rửa bát cứng. Con này thì giá của nó sẽ là 250.000 và cũng bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Vòi chậu rửa bát cứng này. Con kia là nó là ngoắt nghéo, vòi chậu rửa bát cứng nhá. Để tránh nhầm với các loại vòi khác. Giá sẽ là 250k. Con này thì nó là cứng như này thôi. Nó cứng như này thôi các bác nhá. Đấy, còn con kia thì nó ngoắt nghéo được. Con này thì các bác có thể xoay tròn được thôi. Chỉ có xoay tròn được thôi các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá là 250.000, hàng thương hiệu Osaka Japan. Đấy. Và nó cũng có các cái jack kết nối như này. Có cái jack kết nối như này con này. Đây. Đấy, con này jack kết nối của nó thì bằng inox thôi, chứ con kia thì nó sẽ là bằng đồng. Con kia thì bằng đồng, nó cao cấp hơn, còn con này thì bằng inox nhá. Con này thì bằng inox thôi. Có jack kết nối như này và cũng có kèm cho các bác là một cáp để các bác dẫn nước này. Đấy, dây cấp nước nóng lạnh đầy đủ cho bác luôn. Đấy, con này cũng là nóng lạnh nhá, hai nguồn nước nóng lạnh về nhà các bác xoáy vào đây cho em. Sau đó thì xoáy vào hai nguồn nước nhà mình thôi. Nó rất khá là đơn giản, rất dễ sử dụng. Thì con này lên cho em là vòi chậu rửa bát cứng. Vòi chậu rửa bát cứng nhá. Đấy. Còn con kia thì nó sẽ là vòi chậu rửa tay đen. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác hai cái vòi chậu rửa mặt đây. Con này thì các bác lên cho em là vòi tròn nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là vòi tròn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 300. Con này bao nhiêu nhỉ? Hả? Cũng 300 này. Các bác lên mã giúp cho em là vòi tròn nhá. Đấy. Vòi chậu rửa mặt, con này thì nó sẽ lắp vào chậu rửa mặt. Con này chỉ chuyên lắp vào chậu rửa mặt thôi. Đấy. Các bác lên cho em là vòi tròn. Đấy, vòi tròn rửa mặt nhá, vòi tròn rửa mặt. Bên em có hai mẫu vòi tròn và vòi vuông. Thì con vòi tròn này sẽ là 320.000. Đấy, 320.000. Các bác lên cho em là vòi tròn rửa mặt này. Vòi tròn này. Rửa mặt nhá. Đấy, vòi tròn rửa mặt. Giá của nó sẽ là 320k nhá. 320k cho cái con vòi tròn rửa mặt như này. Con này thì phụ kiện viết đầy đủ luôn, đầu kết nối rồi cáp nước đầy đủ như này. Đấy, các bác lên cho em là vòi tròn rửa mặt nhá. Đấy, tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là cái vòi vuông đây. Đấy, con vòi vuông này thì cũng kết nối các thứ đầy đủ luôn. Đấy, đầu kết nối con kia đầu kết nối bằng đồng, con này đầu kết nối thì gen thì bằng đồng, còn cái gen trên này thì bằng inox nhá. Vòng giúp các thứ đầy đủ, cũng có cấp nước như này. Đấy. Thì các bác lên cho em là vòi vuông chậu rửa mặt nhá, vòi vuông. Vòi tròn rửa mặt, vòi vuông rửa mặt nhá. Lên cho em là vòi vuông rửa mặt. Đấy, nó sẽ có hai cái. Một cái là tròn, một cái là vuông, thì tùy theo. Các bác lấy cái nào thì lấy, đều là hàng thương hiệu Osaka Japan. Inox 304 không bắt 500 các bác nhá. Đấy, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Thì con này của nó sẽ là bằng inox mạ chrome như này, mạ chrome bóng nhá. Mạ chrome bóng. Đấy, con này thì các bác lên cho em là vòi tròn rửa mặt này, con này thì sẽ là vòi vuông rửa mặt nhá. Đấy, vòi vuông rửa mặt. Hai cái này chỉ lắp cho chậu rửa mặt được thôi nhá. Cho nên các bác lên đúng tên cho em. Hai con này là lắp cho chậu rửa mặt này. Cái này thì là vòi tròn rửa mặt, cái này vòi vuông rửa mặt. Đó. Con vòi vuông rửa mặt này thì sẽ là 350.000. Đấy. Lên cho em là vòi vuông rửa mặt này. Vòi vuông rửa mặt. Đấy, vòi vuông rửa mặt giá sẽ là 350k. 350k các bác nhá. Đấy. Đơn hàng trên 200 là bên em đã bao ship rồi. Đó. Con này thì lên cho em là vòi vuông rửa mặt nhá. Đấy. Hai con. Một con vòi tròn, một con vòi vuông như này. Đấy, con vòi tròn thì là 320 và con vòi vuông là 350. Tùy theo các bác muốn lấy con nào thì lấy, cũng rất là đẹp luôn. Những riêng những con này mà các bác ra ngoài mà mua thì đều là 5-700 hết nhá. Đều 5-700 hết. Chứ không có giá 300 đâu. Đó. Đấy thì hai con này nó sẽ là vòi chậu rửa bát nhá. Đấy, vòi chậu rửa bát thì một con là vòi tay đen, còn một con là vòi cứng. Đấy. Vòi tay đen chậu rửa bát và vòi cứng chậu rửa bát. Các bác lên đúng tên cho em để tránh cái việc nhầm lẫn nhé. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác hai cái vòi nước. Thì nó sẽ có là các bác lên cho em là van xả. Thì hôm nay em sẽ lên cái tên cho nó chuẩn theo sản phẩm để tránh cái việc các bác bị nhầm lẫn. Đấy. Thì nó sẽ lên theo là van xả một đầu và van xả hai đầu. Thì đây,
Đấy, bên em sẽ có hai cái dòng như này. Thì các bác lên cho em là van xả một đầu. Đây, con này sẽ là van xả một đầu nhá, tại vì nó chỉ có xả ra một đường nước thôi. Gen của nó sẽ là gen 21 nhá. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đầu vòi như này. Đấy. Con này thì trước bên em lên tên nó là V21, nhưng bây giờ thì em sẽ đổi tên nó thành là van xả một đầu. Van xả một đầu nhá. Đấy. Con van xả một đầu này thì sẽ là 55k. Các bác lên cho em là van xả một đầu này. Van xả một đầu. Giá của nó sẽ là 55k. 55k các bác nhá. Đấy, 55k cho một con van xả một đầu như này. 55.000 các bác nhá. Hàng inox 304M, không bắt nam châm. Đó. Có các đầu vòi kết nối đàng hoàng. Tiếp theo là đến con van xả hai đầu. Con này thì nó sẽ có hai đầu nước như này. Đấy, lên mã giúp cho em là van xả hai đầu. Trước tên con này, tên của nó sẽ là van đỏ. Nhưng bây giờ em sẽ tên cho nó theo sản phẩm cho nó dễ. Đó. Thì nó sẽ có hai đường nước xả ra như này. Thì các bác lên tên cho em là van xả hai đầu nhá. Van xả hai đầu. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 75k. Đó, thì tùy theo. Các bác muốn lấy cái loại một đầu cũng được, hai đầu cũng được. Giá nó lệch nhau 20.000. Đó. Van xả hai đầu nhá. Đấy, van xả hai đầu. Giá sẽ là 75k. Con này là van xả hai đầu 75.000 này. Đấy. Còn con này là van xả một đầu này. Van xả một đầu. Đây, con này là van xả chỉ có ra một đầu nước như này thôi. Giá của nó sẽ là 55.000. Và con van xả hai đầu này thì giá của nó sẽ là 75.000. Tất cả đều có gioăng hết nhá. Cái gioăng này các bác có thể xoáy ra để mình kết nối các cái vòi, các cái loại vòi khác được. Đấy, và nó rất là tiện, đều là bằng inox 304M như này. Giá thì khá là tốt cho bác luôn. Đó. Van xả các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái vòi xịt vệ sinh các bác nhá. Các bác lên cho em là vòi xịt vệ sinh. Thì ở đây bên shop bán khá là nhiều rồi. Đấy, một cái con vòi xịt vệ sinh cao cấp như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em là vòi xịt vệ sinh nhá. Giá thì chỉ có 100.000 cho một cái bộ vòi xịt vệ sinh này thôi. Bao gồm cho các bác là một đầu vòi xịt này, một dây dài khoảng từ 1m2 đến 1m5 và kèm cho các bác là một cái giá đỡ nữa. Có ốc yếc các thứ đồng hàng. Về nhà các bác chỉ cần kết nối vào đây cho em là xong này. Đấy. Kết nối vào đầu vòi như này chưa? Đó. Kết nối đầu vòi như này. Còn cái này thì các bác cấp với cái nguồn nước nhà mình thì nhà nào cũng có cái nguồn nước cấp chờ sẵn rồi. Đấy. Cái này thì cơ chế của nó sẽ là cơ chế tự ngắt nhá. Khi các bác sử dụng thì lúc nào mình bóp thì nó mới xả này, bóp thì nó mới xả, còn không thì nó sẽ tự ngắt. Hàng cũng của thương hiệu Osaka Japan đây. Đấy, Osaka Japan, rất chất lượng cho bác luôn. Inox 304 không bắt nam châm. Dây dài chống rối nhá, dây dài và chống rối cho các bác này. Dây dài chống rối. Đó. Có kèm cho các bác cái giá đỡ này nhá. Có kèm giá đỡ như này. Đấy, và có kèm cả ốc luôn, rất cẩn thận nhá. Có cả kèm cả ốc không ấy luôn. Đấy, có kèm cả ốc không rỉ luôn. Đấy, ốc ni lông luôn. Giá thì sẽ là 100k. Lên cho em là dây vòi xịt vệ sinh nhá. Dây vòi xịt vệ sinh. Dây vòi xịt vệ sinh. Dây vòi xịt vệ sinh này. Đấy, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho cái bộ dây vòi xịt vệ sinh như này. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái hai cái vòi sen tắm. Đấy, sen tắm thì cái mã đầu tiên đó nó sẽ là sen quạt nhá. Các bác lên mã giúp cho em là sen quạt này. Đấy. Sen quạt tăng áp, cái này thì các bác lên tên cho em là sen quạt tăng áp. Đấy. Nó sẽ là dây dài khoảng từ 1m2 đến 1m5 và kết nối vào cái đầu vòi sen như này. Con này thì các bác sử dụng nước nóng, nước lạnh thoải mái luôn. Đóng ngắt trên tay như này nhé. Các bác sẽ đóng ngắt trực tiếp được trên tay và có thể điều chỉnh tăng giảm áp lực nước. Đó, và có cánh quạt cay quay giúp tạo tăng áp lực nước rất là tốt. Con này bằng nhựa nhưng có thể dùng nóng lạnh thoải mái nhé. Dùng nước nóng thoải mái luôn. Đó, con này các bác dùng nước nóng ok thoải mái luôn. Có cánh quạt quay giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác nhá, có cái video test trực tiếp cho các bác xem luôn. Đấy, cùng một nguồn nước mà dùng cái sen thường thì nó rất là yếu, nhưng mà dùng con sen quạt tăng áp này thì nó cũng giúp tăng áp lực nước khá là tốt luôn. Rồi, ok. Thì các bác lên cho em là sen quạt tăng áp nhá. Đấy. Sen quạt tăng áp. Giá sẽ là con này 100. Giá sẽ là 100k nhá, 100k. 100k cho cái bộ sen quạt tăng áp này.
không có giá đỡ nhá. Cái này là không có giá đỡ các bác nhá. Các bác lưu ý cho em luôn. Đấy. Sen quạt tăng áp 100k không có giá đỡ các bác nhá. Không có giá đỡ đâu. Đấy, các bác lưu ý là không có giá đỡ nhá. Không có giá đỡ. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sen các bác lên mã giúp cho em, con này nó sẽ là sen cao su nhá. Đấy. Em lên tên nó là sen cao su tại vì cái đầu vòi này của nó sẽ có cái cao su như này, giúp cho các bác kỳ cọ vệ sinh khi tắm này. Đấy. Và massage rất là tốt luôn. Các cái tia nước nó ra và có các cái nấc điều chỉnh để tăng giảm áp lực nước này. Đấy, tăng giảm áp lực nước đây. Cũng có đóng ngắt giúp tăng giảm áp lực nước này. Rồi có điều chỉnh các cái nấc chế độ này. Và có cho các bác là các cái đầu cao su như này. Để khi các bác tắm thì các bác có thể massage kỳ cọ được luôn. Đó. Lên cho em là sen cao su nhá. Giá của nó sẽ là 130.000. 130.000 cho cái sen cao su như này. Đấy, các bác lên cho em là sen cao su. Giá sẽ là 130.000. Đó. Cái này cũng không có giá đỡ nhá. Đấy. Các bác lên cho em là sen cao su này. Đấy, sen cao su. Giá sẽ là 130k cho cái bộ sen cao su này nhá. Và không có giá đỡ nhá. Không có giá đỡ. Đấy, các bác lưu ý giúp cho em. Không có giá đỡ. Rồi, ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm, đó là cái bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Đức các nhá. Hàng đến từ thị trường Đức các bác này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany thôi nhá. Design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy các bác xem này. Đó. Design in Germany thôi này. Đó, in Germany hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi một chảo nhá. Giá thì đặt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn, siêu tốt cho các bác luôn thôi nhá. Đóng cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này. Đó. Bộ nồi Đức này. Đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy, cọc trước 200k thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k. Đó. 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi, còn gọi lại còn là 700. Còn là 700 mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhá. Tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong. Còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok. Rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhá. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món này, cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó. Nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhá. Vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dẫn mà chắc chắn với các bác luôn. Đấy. Nồi nào vung đấy các bác nhá. Nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dẫn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Hàng sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếc rất là ok. Quay vuông viết cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng nhá, đẹp sáng bóng cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái đây. Một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết các bác này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó.
hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế con cong luôn cô nhá, 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác nhá. 4 lít. Đấy, con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác này. Đấy, 4 lít đây. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bạn. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đấy. Con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy. Kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi luộc gà, luộc vịt, con này qua kiếp các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến với con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy, đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này. Đó. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho các bác là em sẽ đi lại hết lượt cho các bác luôn. Đấy, combo. Combo thì sẽ có cho các bác đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các bác nhá. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung trước đàng hoàng các bác nhá. Đấy, vung trước đàng hoàng đây. Vung của nó đây các bác này. Con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy. Tiếp theo là đến cái chảo này. Đấy, chảo đây các bác này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cành đào cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món các bác này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Hello các bác nhá. Ngày hôm nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục về một lô hàng rất chất lượng để gửi tới các bác luôn. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì kiểm tra cùng với ship cho em và cũng cân nhắc trước khi mua hàng cũng nhá. Đó. Hàng về số lượng. Đầu tiên lên cho bác đó là cái bút thử điện nhá. Bút thử điện hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Bút này thì bên em lên tên nó là bút thông mạch các bác nhá. Đây, bút thông mạch này. Đấy, chạm vào nó sẽ sáng như này. Hàng này thì cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây, đấy các bác trông thấy không? Bò cho vào nước thoải mái luôn nhá. Cho nước thoải mái luôn các bác này. Đó, cho nước thoải mái luôn các bác này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác thấy không? Đây. Bút như này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 một chiếc nhá. 30.000 một chiếc như này. Đấy, bác nào lấy combo từ 2 chiếc trở lên thì bên em tính cho bác giá 50.000 cho 2 chiếc như này các bác nhá. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, thì đây nó sẽ là một cái dòng bút thông mạch nhá. Bút thông mạch này. Đấy, các bác chạm như này là nó sẽ lên này. Đấy, thì các bác có thể dùng để mình đo điện này. Đấy các bác, rất là ngon luôn nhá. Đấy. Đấy, thông mạch nhá, tức là có nước vào thì nó sẽ thông mạch và nó sẽ sáng qua này. Đấy. Bác thấy không? Nước thì nó dẫn điện mà. Đó, rất là ngon lành luôn. Đây. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30k cho một con bút thông mạch như này nhá. Bút thông mạch giá của nó sẽ là 30.000 một chiếc này. Đó, hàng rất chất lượng để phục vụ các bác luôn. 30k trong chiếc như này. Lên mã giúp cho là bút thông mạch nhá. Giá của nó sẽ là 30.000. Các bác nào lấy từ 2 cái trở lên thì giá sẽ là 50k. Đó. Lên cho là bút thông mạch này. Bút thông mạch nhá. Đó. Bút thông mạch giá của nó sẽ là 30k trên một cái. Đấy, còn là trên một chiếc nhá. Đấy, còn lấy 2 cái thì sẽ là 50k nhá. 2 cái thì sẽ là 50.000 cho 2 chiếc này. Đó, rất chất lượng và giá cực tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục với cho bác cái hộp mũi khoan đỏ nhá. Các bác lên tên là hộp mũi khoan đỏ, hộp nó sẽ là màu đỏ như này. Đấy, hàng cũng là của thương hiệu Unica Japan này. Đấy, Unica Japan. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đó, của thương hiệu Unica nhá. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 mũi khoan tháp và 3 mũi khoan đa năng như này. Đấy, 3 mũi khoan tháp và 3 mũi tarogen nhá. 3 mũi khoan tháp, 3 mũi tarogen như này. Hàng siêu đẹp, siêu chất lượng cho các bác luôn.
Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới bác cái giá rất là tốt nhá. Đây. Đấy, thì đây nó sẽ là dòng mũi khoan tháp này. Thép của nó sẽ là thép gió mạ titan nhá, thép gió mạ titan, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đó. Nó sẽ có cho các bác là mũi từ 4 nhá, đều là mũi 4 hết. Đầu tiên là mũi 4 đến mũi nhỏ nhất là 4 đến 12 này. Mũi to nhất là 4 đến 32 này, mà mũi nhỡ là 4 đến 20 này. Và ba mũi tazogen cho các bác nhá. Ba mũi tazogen như này. Đó thì sẽ rất là ok cho các bác cho một cái combo như này. Lên cho em là hộp mũi khoan đỏ nhá. Hộp mũi khoan đỏ nó sẽ là hộp màu đỏ như này. Hộp mũi khoan đỏ này, đó. Hộp mũi khoan đỏ, hộp mũi khoan này. Hộp mũi khoan đỏ nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110k nhá. 110.000 cho một hộp như này. Hàng của thương hiệu Unica Japan này. Đó, Unica Japan. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây, Unica Japan thôi nhá. Unica Japan. Giá thì chỉ có 110k thôi. Lên cho em là hộp mũi khoan đỏ nhá. Giá sẽ là 110.000. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lục giác nhá. Đây. Cái bộ lục giác rất là tuyệt vời luôn. Bên shop về số lượng và giá rất là tốt cho bác luôn. Hàng này nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây, hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, lên cho em là bộ lục giác này. Hàng của nội địa Nhật này. Hàng của thương hiệu Tajima nhá. Tajima made in Japan nhá. Đấy, Tajima made in Japan như này. Đấy, bộ này là nó sẽ là bộ lục giác 7 màu. Lên cho em là bộ lục giác 7 màu nhá. Hàng của Tajima này. Đấy, Tajima made in Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90 cành thôi. Lên cho em là bộ lục giác 7 màu nhá. Bộ lục giác này, đó. Bộ lục giác 7 màu nhá. Bộ lục giác 7 màu giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một cái bộ lục giác 7 màu như này. Giá của nó chỉ có 90.000 thôi. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7, 8, 9 chi tiết như này nhá. 9 chi tiết như này, rất là đẹp, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Đó, 9 đầu các bác nhá. 9 đầu như này. Nó sẽ có cho các bác là 1/5, 2, 2/5, 3, 4, 5 này. Đấy, rồi đây sẽ là 6, 8, 10. Đấy, 6, 8, 10. Bộ lục giác 7 màu đẹp miễn chê luôn nhá. Hàng thì đầu của nó một bên là đầu bi, một bên là đầu lục giác như này. Hàng cao cấp cho các bác luôn. Tajima made in Japan. Chữ khắc nổi luôn nhá, chữ khắc nổi luôn. Hàng thương hiệu Tajima made in Japan nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn. Một cái bộ lục giác 7 màu như này nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là một bộ như này. Giá chỉ có cho các bác là 90 cành thôi nhá. 90 cành cho một cái bộ lục giác 7 màu như này. Lên theo là bộ lục giác 7 màu nhá. Đấy, bộ lục giác 7 màu. Giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một cái bộ lục giác 7 màu như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các cái lô kéo cắt gà nhá. Kéo cắt gà hàng của Đức. Hàng thương hiệu Winling của Đức nhá. Đây. Made in Germany bên này. Đó, made in Germany. Hàng của Đức, thương hiệu Winling hay người, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Lên mã giúp cho anh em là kéo cắt gà nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90k. Đấy, lên cho em là kéo gà Đức nhá. Kéo gà Đức này. Giá của nó sẽ là 90k nhá. 90 cành cho một con kéo gà Đức như này. Đấy, giá của nó sẽ là 90.000. Con này thì hàng cực kỳ là ngon luôn. Hàng ngon, dày dẫn chắc chắn ngon lành cho bác luôn. Hàng made in Japan nhá. Made in Japan này. Đó, made in Japan. Hàng ngon lành, dày dẫn chắc chắn và rất là chất lượng cho bác nhá. Rất chất lượng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá siêu hợp lý luôn nhá. Chỉ có 90.000 cho một con kéo gà như này. Hàng này nó sẽ là hàng đa di năng nhá. Các bác thứ nhất là cái phần hõm này các bác có thể dùng để cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, cắt thức ăn, cắt nem này. Thứ hai là các bác có thể dùng cái phần này để đánh vảy cá này, đánh vảy cá này. Thứ ba là các bác có thể dùng cái này để kẹp cua ghẹ này. Con gà 2, 3, 4 cân đều cắt ngon hết nhá. Cắt rất là ngon luôn các này. Đấy. Ngoạn vào là mình có con gà là mình cắt thôi, không cần phải dùng thớt nữa, mất vệ sinh. Đấy, hàng của thương hiệu Winling nhá. Winling của Đức hay hình người đây. Made in Germany các này. Đó, đây. Made in Germany. Đó, chữ khắc chìm luôn nhá. Made in Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là kéo cắt gà Đức nhá. Kéo gà Đức, giá của nó sẽ là 90k cho con kéo gà Đức như này. Sản phẩm tiếp theo. Đó là bên shop về cho bác cái lô bơm 2T nhá. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn và giá thì rất là tốt nhá. Đấy, bơm 2T, hàng nội địa của Nhật, một con bơm chất lượng như này. Đấy, một con bơm cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng của Nhật nhá, made in Japan con này. Đó, made in Japan. Hàng nội địa của Nhật, hàng của thương hiệu Santalay. Ở đây thì nó sẽ là một con bơm như này, kèm thêm cho các bác là các cái đầu bơm nhá, các đầu bơm như này. Các bác có thể dùng để bơm phao, bơm bóng rồi bơm các loại đều được hết nhá, bơm xe đạp, xe máy, ô tô đều được hết. Đấy. Bơm thì rất là đẫy hơi luôn, hàng thương hiệu Santalay Japan quá này. Đó, Santalay made in Japan cho các bác luôn. Made in Japan, chữ khắc chìm trên thân bơm luôn. Hàng chất lượng cho các bác nhá, bơm 2T, sơn tĩnh điện như này. Đấy. Sơn tĩnh điện như này, cực kỳ dày dẫn chắc chắn, khung xương sơn tĩnh điện dày dẫn chắc chắn, xi lanh bằng inox như này, các bác có thể bơm phao, bơm bóng, bơm hơi, bơm được hết nhá. Đấy. Các bác có thể dùng để con này thì dung tích của nó là lên tới 10 cân nhưng các bác có thể bơm được 10 cân luôn. Đây con này, đấy. Các bác xem đây,
em giữ tay không mà cái lượng bơm nó đã lên 2 cân thì em bỏ ra này. Đấy, các bạn thấy không? Đây. Đấy. Đây các bạn nhá. Đấy, giữ tay không lên 3 cân. Đấy, các bạn thấy không? Đây. Thì một con bơm như này các bác lên cho em là bơm 2 ti nhá, bơm 2 ti. Bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là lên cho em là bơm 2 ti này. Đó. Bơm 2 ti giá của nó sẽ là 240k nhá. Và bao ship tận nhà cho bác luôn. 240.000 và bao ship tận nhà. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác dòng sản phẩm đó là cái dao dọc giấy các bác nhá, dao dọc giấy đây. Đấy. Hàng về số lượng và giá rất là tốt cho bác luôn, một con dao dọc giấy như này. Bên ngoài của nó thì là bằng cao su non và bên trong thì là nhựa cứng nhá. Đấy, một dao kèm một lưỡi như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 15k trên một cây như này nhá, 15k trên một cây như này. Đấy, còn bác nào mua từ 3 cây trở lên thì bên em tính cho bác với giá là 40.000 nhá. Đấy, mua từ 3 cây trở lên thì sẽ tính cho bác với giá là 10.000 một cây thôi. Đó, mua lẻ là 15.000, còn mua từ 3 cây trở lên thì giá sẽ là 10k một cây nhá. Đấy, 3 cây thì sẽ là 30.000. Đấy, thì các bác nên mua từ 3 cây trở lên, 3 cây là 30.000, còn mua lẻ thì sẽ là 15.000 cho một cây như này. Lên cho em là dao dọc giấy nhá, dao dọc giấy hàng bãi Nhật, cực kỳ là đẹp và chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 15k một cây này thôi. 15k trên một cây này. Đấy, còn mua từ 3 cây trở lên tính cho bác với giá là 10k nhá, 10k một cây này thôi. Đấy, dao dọc giấy, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là cái bình xịt nhớt các nhá, bình xịt nhớt bên shop về số lượng và cũng bán cho bác giá chỉ có 40.000 cho một con bình như này thôi. Con này có thể ngoắt nghéo này, ngoắt nghéo đảo chiều rồi đưa vào các vị trí khó đều ok hết nhá. Giá của nó sẽ là 40k cho một con bình xịt nhớt thế này. Các bác có thể dùng để tra dầu, tra nhớt rồi nói chung là làm các công việc đều ok hết. Giá của nó sẽ là 40k cho một con bình xịt nhớt thế này nhá. Bên mã cho là bình xịt nhớt, giá của nó sẽ là 40.000. 40.000 cho con bình xịt nhớt thế này. Đó. Rồi ok.